Sếp, anh đóng cửa á? Kha Dữ không ngờ kỹ năng đi xe khổ luyện 20 năm lại phế ngay lúc này. Nhìn chiếc xe Rolls Royce bị mình đâm hỏng trước mặt, cô gái lương tháng 3.000 tệ nghĩ chắc mình sẽ phải đền tan cửa nát nhà. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy trong xe là người chồng kết hôn chớp nhoáng của mình, cô lập tức đến kiểm tra tình hình. Cô mở cửa xe chúng tôi làm dọa gì? Sếp chúng tôi sợ rồi kìa. Tôi dọa đến anh rồi à? Sếp? Không, sợ đâu mà sợ. Sếp nhà anh là vịt đực à? Hôm qua uống say quá, giọng bị khàn. Vẫn còn giả bộ nữa, Thịnh Tu. Anh thấy vậy, để che giấu thân phận tỷ phú của mình, bèn giải thích xe sang là mình đi thuê để làm màu. Sở dĩ anh giả nghèo vì sợ tài sản nghìn tỷ của mình bị người vợ kết hôn chớp nhoáng mới gặp một lần cũng mất. Hóa ra 5 ngày trước một chiếc xe tải mất lái lao về phía một cô bé. Kha Dữ đi ngang qua, thấy vậy bèn lao ra. May thay đã cứu được cô bé vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nào ngờ sau đó, bé trai bên cạnh đi tới, gọi cô là mẹ. Mẹ ơi! Cô không phải mẹ hai đứa, mẹ chính là mẹ con. Cô giáo nói rồi, mẹ là thiên sứ mặc váy trắng. Người mặc váy trắng chưa chắc đã là thiên sứ, có khi là con ma. Nếu hồi xưa con mình chưa chết, chắc cũng lớn từng này rồi. Nhìn hai đứa bé trước mặt, cô lại nhớ về cặp song sinh quá cố. Hóa ra 6 năm trước, sau khi trải qua tình một đêm, cô đã mang thai con của người đàn ông lạ. Vào đêm cô sinh con, người mợ tham tiền nhân cơ hội bế hai đứa bé đi để lấp liếm. Hôm sau bà ta nói với cô, hai đứa bé đã phát bệnh và qua đời. Lúc này cô nghĩ hai đứa bé cứ ở mãi đây cũng không ổn, bèn bảo cậu bé Thịnh Thư Ngôn gọi cho bố mình. Alo, con anh đang ở chỗ tôi. Không hiểu ý tôi hả? Bố ơi, giờ anh hiểu rồi chứ, cô muốn gì? Đến số 18 đường Dương Long trong vòng nửa tiếng, không còn nhiều thời gian đâu. Sao cảm giác lạ lạ nhỉ? Nhưng lúc anh đến đây đón hai đứa bé, mợ cô lại gọi đến dục cô đến buổi xem mắt giá cao mà bà ta sắp xếp. Cô nhận ra ngay ý đồ của bà ta, lập tức cãi lại. Anh ta mắc bệnh bẩn thỉu, đã đồn ầm trong giới xem mắt. Mợ ơi, cháu thấy mợ vẫn xinh lắm. Hay mợ tự đi đi Kha Dữ, tao muốn tốt cho mày thôi. Mày muốn mua một ngôi mộ tốt cho mẹ mày còn gì. Đối tượng xem mắt này bằng lòng chi 300.000 tệ, thế là mày có tiền rồi. Cháu biết mợ muốn tốt cho cháu, nhiệt tình thế chi bằng gửi tiền cho cháu đi, đưa cháu 600.000. Vừa hay cháu mua luôn cho mợ một ngôi mộ. Kha Dữ, mày là phụ nữ từng sinh con, nếu không vì hai đứa của nợ kia chết rồi, mày tưởng còn có người muốn lấy mày chắc. Nghe vậy cô bỗng nổi cơn giận, nhìn Thịnh Tu đẹp trai đang trông hai đứa bé trước mặt để chứng minh với mợ là mình vẫn còn sức hút, cô đã đề nghị kết hôn với anh. Mình đi đăng ký kết hôn nhé. Tuyệt vời. Thực ra điều kiện của tôi không tốt. Tôi có mẹ già 80, có hai đứa con nhỏ, lương một tháng có 3.000 tệ thôi. Ừ, tôi thuê một căn nhà sập sệ, cũng có phương tiện đi lại, có xe cũng tốt mà, xe đạp công cộng. Nếu cô có thể chấp nhận thì chúng ta thử đi. Thịnh Tu ngây thơ tưởng mình giả nghèo là có thể dọa Kha Dữ dòng ngó tài sản nghìn tỷ của mình bỏ chạy. Nhưng anh không ngờ rằng cô không những không có ý kiến gì để anh yên tâm kết hôn, cô còn chủ động đứng ra gánh vác trọng trách nuôi gia đình. Hai người bàn bạc xong chuyện kết hôn, lập tức đến cục dân chính đăng ký. Sau khi đăng ký xong, câu đầu tiên anh nói lại là tốt nhất cô đừng có ý đồ gì đen tối. Ý đồ đen tối? Vì tôi tham lương tháng 3.000 tệ của anh, hay vì anh coi tôi là kẻ bắt cóc muốn đưa vào đồn cảnh sát? Mẹ ơi, mẹ đến nhà bọn con đi, nhà con to lắm. À phải, nhà mình sập sệ lắm, chuột với nhện toàn cỡ khủng, chắc mẹ con sẽ sợ lắm. Chúng ta cứ sống ở nhà tôi đi, tôi vừa thuê một căn nhà, sống ở đó hai chúng ta cưa đôi cũng rẻ. Âu dê, đi thôi, về nhà. Lúc cả gia đình đến nhà thuê của Kha Dữ, Thịnh Tu đã quen sống ở biệt thự, bỗng thấy cách biệt quá lớn. Để nhìn rõ bộ mặt thật tham tiền của cô, anh đồng ý đưa hai con cùng đến đây sống, sau đó còn ném chai nước uống dở vào thùng rác để thăm dò cô. Cô thấy vậy lập tức đi nhặt chai nước ra khỏi thùng rác, đổ vào bình hoa, rồi còn dẫm bẹp chai để tái chế. Sau một loạt hành động ấy, Thịnh Tu lập tức thay đổi suy nghĩ về cô. Sau khi xử lý xong việc nhà, cô lập tức đến nhà mợ mình định tranh luận một phen. Nhưng điều khiến cô không ngờ là vừa vào nhà đã bị đám người này chê cười, chỉ vì cô từ chối đến buổi xem mắt giá cao mà mợ cô sắp xếp. Trước sự sỉ nhục không biết liêm sỉ của bọn họ, cô cũng không định để yên. Hôm nay tôi về là để lấy đồ của mẹ tôi, nếu các người muốn cưới thì tự đi mà cưới, sau này xin lấy đứa con trai để có người đốt vàng mã cho. Kha Dữ, mày ăn phân chó hay gì mà miệng thối thế? Thu dọn xong hết rồi, tự đi mà lấy. Thứ xúi quẩy, đánh bài đi, đánh bài đi. Di ảnh của mẹ tôi đâu hả?
Mày muốn làm gì? Bàn này bị cập kênh nên tao mới lấy khung ảnh để kê chân bàn. Có ích ghê hà. Con khốn kia, đứng lại, mày to gan lắm, đi rồi thì đừng về nữa. Con khốn, tao sẽ không tha cho mày, mày có giỏi thì đừng về nữa. Mẹ, cuối cùng con cũng mua được cho mẹ một chỗ yên nghỉ. Ngôi mộ này những 300.000 tệ. Thời buổi này thật không có tiền, thật không dám chết. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Vinh Thịnh tỷ phú thành phố Giang, lại cưới một lễ tân tầm thường. Cậu định đóng phim ngắn gì thế? Hại tôi bị đánh oan một trận, ứng phó với kẻ đào mỏ thôi. Để tôi xem cô ta có thật lòng với tụi nhỏ không. Bố ơi, kẻ đào mỏ là gì ạ? Là loại phụ nữ ngoại hình bình thường, sùng bái tiền bạc một cách mù quáng. Thế chắc chắn không phải là mẹ, vì mẹ trông rất xinh đẹp. Chính vì xinh đẹp nên mới không tin được. Thông báo từ ngân hàng Trung Quốc, tài khoản của bạn đã giao dịch 300.000 tệ, một lần tiêu 300.000 tệ. Quả nhiên cái đuôi cáo đã lòi ra. Để tôi xem cô ta còn giả vờ kiểu gì nữa. Mọi người đi qua hãy ghé vào xem. Hàng rẻ đây. Ấy, cô gái, xem thử trang sức đi. Tôi có thể xem cái này không? Không ngờ cô lộ tẩy nhanh thế. Tôi còn tưởng cô sẽ giả vờ thêm một thời gian chứ. Giả vờ gì cơ? Anh đoán xem cái nhẫn này bao nhiêu tiền? Còn cần phải nghĩ à, chỉ tốn từng này. Hừ, bỏ cả đống tiền để mua một cái nhẫn. Sao cô ham hư Vinh thế? Hư Vinh, đây gọi là tạo cảm giác, anh thì hiểu cái gì. Tôi nói cô biết, lương tháng của tôi chỉ có 3.000 tệ. Tôi không cung phụng được người tham tiền. Này, mua cho tôi à? Trả anh thì ai? Chẳng lẽ tôi kết hôn một mình? Tuy là mình kết hôn cho đủ thủ tục, nhưng cái cần có thì vẫn phải có. Ờ, nãy anh định nói gì? Ờ, không còn quan trọng nữa. Lần sau đừng mua đồ bừa bãi. 30 tệ thôi mà, có cần phải thế không anh dài? Vậy là cậu mềm lòng vì một chiếc nhẫn. Cơ mà sao càng nhìn tôi càng thấy giống hàng chợ 9 tệ 9 thế nhỉ? Hề hề, cậu thì hiểu cái gì, đồ nhà quê. 6 năm trước, cô gái phát sinh tình một đêm rồi sinh ra thư ngôn thư họa với cậu. Tôi tra ra manh mối của cô ấy ở bệnh viện rồi. Có muốn xem không? Cậu không định đi tìm cô ấy hả? Sếp Thịnh, đây chính là đứa bé cô gái đó sinh ra, cậu xem đáng yêu chưa? Loại người nhẫn tâm vứt bỏ con mình ở cô nhi viện, tìm làm gì cho mất thời gian. Uổng công tôi vất vả điều tra cả tháng mới tìm được thông tin từ 6 năm trước. Cậu vứt hết tâm huyết của tôi vào giọt rác thế à? Còn chưa được câu cảm ơn nào. Không cần cảm ơn, đây là những việc cậu đáng phải làm. Tôi đã mua lại khách sạn Lyon cho cậu rồi, cậu đừng quên đi thị sát. Ồ đúng rồi, sao tự dưng cậu lại hứng thú với một khách sạn nhỏ, Kha Dữ làm việc ở đó. Tôi cần quan sát thái độ của cô ta. Nếu cô ta là cô nàng đào mỏ không từ thủ đoạn, kết thúc sớm,
sẽ tốt hơn cho thư ngôn thư họa. Qua. Tiểu Dữu, bản kế hoạch này là cô viết à? Cô giỏi như này, đi làm lễ tân phí quá. Viết bừa thôi. Chỉ cần nộp bản kế hoạch này cho tổng giám đốc, chức quản lý tiền sảnh sẽ thuộc về cô. Đến khi đó, giàu đừng quên bạn cũ. Có những người đúng là mơ tưởng hão huyền. Một đứa lễ tân cũng muốn bay lên cành cao làm quản lý, làm mất giá khách sạn Lyon này quá. Châu Khiết, cô chỉ là lễ tân đón khách ngoài sảnh thôi, còn là người xấu nhất hội lễ tân. Khuôn mặt tôi chính là bộ mặt của Lyon. Cục vàng như tôi sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng, đâu giống loại rẻ rách như cô. Đúng thế, là vàng thì sẽ tỏa sáng, nhưng loại vụn thủy tinh như cô sẽ chỉ phản quang thôi. Cô đứng đây cãi nhau gì thế? Sếp mới mua lại khách sạn Lyon sắp đến thị sát rồi, tất cả sốc lại tinh thần, nếu ai dám sơ suất thì lập tức cuốn xéo. Tổ trưởng Tống, tôi nghe nói lần này là tổng giám đốc của Vinh Thị, tỷ phú thành phố Giang, đã mua lại Lyon. Tất nhiên, đợi sếp đến, chỉ cần ai thể hiện tốt tôi đều sẽ tiến cử. Đây là cơ hội tốt để một bước lên mây đấy. Anh xấu thật đấy, anh xấu thật đấy. Điệu chảy nước. Sếp đến rồi, mau ra cửa đón. Xin chào sếp. Mời. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, Thư Ngôn Thư Họa, sao các con đến đây? Kha Dữu, cô chưa kết hôn thì con ở đâu ra? Không chồng mà chửa, cô còn đưa con hoang đến khách sạn nữa. Nếu để sếp mới thấy, đúng là làm mất hết danh tiếng của Lyon. Hai quả trứng treo dưới lông mày, chỉ biết chớp mắt không biết nhìn. Kha Dữu, vâng tổ trưởng, tôi sẽ xử lý ngay. Ây già, đáng yêu quá. Làm thế nào không cần đàn ông mà có luôn hai bé đáng yêu như thế này nhỉ? Ờ hay là cô thử nhận con nuôi. Thế cũng nói, vậy là cô kết hôn thật rồi à? Còn đẻ liền hai nhóc. Ừm, tư duy rất tiên tiến, tôi phải học hỏi. Tôi đi nghiên cứu nhận nuôi con vậy. Con yêu, bố con đâu? Bố đã đến rồi. Bố nói phải xâm nhập ổ gà, cải trang vi hành. Bố con định làm đầu gà à? Không phải, anh nhớ nhầm rồi. Bố muốn đi sâu vào các cơ sở, cải trang vi hành. Còn đi sâu vào các cơ sở nữa. Con tưởng bố con là chủ tịch à? Đây là khóa vàng. Mẹ ơi, con cũng có. Ai cho các con cái này? Bố bảo cái này là mẹ ruột để lại cho bọn con. Mẹ ruột của các con? Bố mẹ ruột các con đâu? Mẹ là mẹ ruột của con mà. Chắc là mẫu mã giống nhau, trùng hợp thôi. Con mình đã chết yểu từ 5 năm trước rồi. Sếp Thịnh, cảm ơn cậu thu mua Lyon. Tôi là CEO công ty Lyon. Tôi là Lưu Cường. Nghe nói các ông đang chọn giám đốc sảnh. Đúng, đúng. Lát nữa dẫn người có tư chất tới đây, tôi đích thân chọn. Vậy tôi đi chuẩn bị tư liệu. Mời. Tiểu Dữu, cô lại đây chút, tới ngay. Các con ngồi đây đợi mẹ nhé. Vâng. Có chuyện gì, tôi nói cô nghe, tôi đi làm chuyện đó. Con khốn làm bậy, con dám kết hôn sau lưng bọn tôi. May mà còn có giá trị lợi dụng. Không phải đánh giá biểu hiện thường ngày, cho lên chức giám đốc sảnh luôn à? Sao còn phải phỏng vấn? Nghe nói là ông chủ mới của Lyon tới, muốn xem năng lực nhân viên mới sắp xếp phỏng vấn. Nghe nói giám đốc mới nghiêm khắc lắm, muốn được anh ấy coi trọng, khó lắm. Với loại người trông như các cô, tất nhiên là khó. Châu Khiết,
Đúng là chuyện lạ trên đời. Mở mang tầm mắt quá. Wow, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Bao giờ giám đốc bá đạo như thế mới tới lượt mình? Những người còn lại không cần vào nữa. Cô có ý gì? Vị trí giám đốc sảnh đã được xác định rồi. Chính là tôi. Là sao? Não là thứ tốt. Tiếc là bây giờ cô phát triển hơi muộn. Kha Dữ, cô đừng không biết điều. Vị trí giám đốc sảnh đã được chọn nội bộ rồi. Mọi thứ các cô vất vả chuẩn bị cũng chỉ để làm nền thôi. Bây giờ chỉ cần một câu nói của tôi là có thể sa thải cô. Biết điều lên đi. Ngoan ngoãn kết hôn với Trương thiếu gia, tôi còn có thể cho cô đường sống. Châu Khiết, cô đừng quá đáng. Được rồi, được rồi. Kha Dữ, nếu không có tài liệu của cô và được anh Hạo tiến cử, ông chủ mới cũng không chọn tôi nhanh như thế. Tiếc là cô ở Lyon ngày nào, tôi sẽ có thêm một nguy cơ bị vạch trần. Tôi có thể đi, nhưng tôi rất tò mò. Là sếp nào sắp xếp nội bộ và sắp xếp theo tiêu chí gì? Đương nhiên là ông chủ mới thu mua Lyon, tỷ phú Giang Thành. Còn về tiêu chí, tôi có năng lực tất nhiên sẽ làm được. Là năng lực bị khách hàng khiếu nại 3 hôm 2 lần à? Hay là năng lực anh xấu xa quá đi? Kha Dữ, dù tôi không vẻ vang thì đã sao? Mỗi ngày cô giả vờ thanh cao, cố gắng cũng không làm phu nhân tỷ phú được. Hừ, tôi đã làm phu nhân tỷ phú dưới quê rồi. Lúc đó, cô cũng chỉ là giúp việc thôi. Còn tôi chỉ cần leo lên giường là có thể làm giám đốc sảnh. Còn vị trí phu nhân tỷ phú cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cô còn biết mình không vẻ vang à? Nếu sếp các cô chỉ là xúc sinh chỉ biết nghĩ bằng thân dưới, vậy thì tôi thả từ chức. Dù gì người và chó cũng khác đường. Người nào to gan thế, dám sỉ nhục sếp? CEO, Kha Dữ xúc phạm cấp trên, sỉ nhục sếp phải trừng trị nghiêm. Nếu cô có ý kiến như thế thì vào nói cho rõ. Tự mở cửa. Liều vậy, nếu anh ta dám làm bậy, dù là tỷ phú mình cũng sẽ phế chân giữa của anh ta. Cô là người không phục quyết định, còn chửi chủ là chó à? Anh, nói quá đúng. Đúng là sếp rất chó má. Có phải chúng ta gặp ở đâu rồi không? Sao cảm giác quen thế? Không, không, chúng ta chưa từng gặp ở trước cửa nhà cô. Đúng, đúng, ở cửa nhà. Anh là bạn của Thịnh Tu nhỉ? Tôi là bảo vệ tuần tra ở công ty này. Bảo vệ? Đẹp trai thế này, làm bảo vệ thì tiếc thật. Ai nói đẹp trai thì không thể làm bảo vệ, đúng không? Đúng đúng, đây là bảo vệ mới của công ty chúng ta. Vậy mà Kha Dữ cũng tới phỏng vấn giám đốc sảnh. May mà mới bắt đầu phỏng vấn, anh Thịnh đã có việc ra ngoài rồi. Nhân viên cũng chỉ mới gặp mình, nếu không kiểu gì cũng lộ. Vậy bảo vệ ngồi chỗ của sếp. Sếp đâu rồi nhỉ? Đúng đúng, chúng tôi đang tìm sếp đây. Sếp đâu nhỉ? Sếp ơi, sếp ơi. Sếp sẽ ở dưới gạt tàn à? Sếp, sếp, chắc cũng không ở dưới gầm bàn nhỉ? Sếp. Sếp các anh gầy như người giấy à? Sếp, sếp đi đâu rồi? Không phải ngoài cửa chứ? Nghiêm Đài, cậu. Kha Dữ, sếp cũng không có ở đây. Hay là cô ngồi đi, ngồi đi đã. Đúng, cô qua đây ngồi.
Không không, giám đốc Lưu, ông ngồi đi. Cô ngồi, cô ngồi. Đừng khách sáo, ông ngồi đi, ngồi hết đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Kha Dữ, sao cô ấy lại ở đây? Bố, bố. Sao mình lại nghe thấy tiếng Thư Ngôn, Thư Họa nhỉ? Cô nghe nhầm rồi, đó là chuông điện thoại của tôi. Tránh ra. Tôi nói là không có ai rồi mà. Kha Dữ, cô xem, sếp không có. Hôm nay cũng chưa quyết định giám đốc sảnh. Hay là hôm khác cô tới đi. Bố về rồi. Bố, mẹ nói hôm nay mẹ nấu ăn để chúc mừng chuyển nhà. Vậy bố phải mua bảo hiểm tai nạn rồi. Được thôi, nhớ ghi tên tôi vào người thụ hưởng. Tôi đảm bảo tăng liều cho anh. Tục ngữ nói, muốn bắt được trái tim một người phải nắm được dạ dày người đó trước. Cô nắm kiểu này à? Thứ tôi không có được thì phải phá hủy. Được rồi, mau ăn đi các con. Hôm nay hơi muộn rồi, siêu thị đã đóng cửa hết. Đợi ngày mai chúng ta dậy sớm đi siêu thị tranh hàng giảm giá, nấu một bữa thịnh soạn cho các con. Mẹ ơi, đây là gì thế? Ngon quá, mì ăn liền ấy. Mẹ biết nấu hai mươi mấy vị liền. Tốt quá, con muốn ăn mì ăn liền mẹ nấu mỗi ngày. Vậy không được. Sao trẻ con ăn mì ăn liền mãi được? Không có dinh dưỡng gì hết sẽ không cao lên được. Nào, cho con quả trứng. Vậy cô ăn thường xuyên à? Tất nhiên. Mì ăn liền với người làm công như tôi, vừa tiện vừa nhanh chóng lấp đầy bụng, cực kỳ uy tín. Tôi nói này, cô tiết kiệm như thế làm gì? Anh nói gì thế? Đây là hiện trạng cuộc sống của nô lệ tư bản, không phải anh chưa từng trải qua chứ? Thôi, tuy bây giờ sống hơi khổ, nhưng tôi tin sẽ có ngày tôi được sống tốt hơn. Dù gì số phận của tôi do tôi quyết định. Đặt xuống. Ra ngoài ăn. Đi đâu? Thịnh Tu, anh làm gì thế? Anh phí bốn hộp mì của tôi đấy, lại còn tới nhà hàng nhìn là biết đắt này. Chúng ta đã nói tiết kiệm cùng nhau mà. Hôm nay sinh nhật tôi sẽ được giảm giá. Thế cũng không được, còn 10%. Đây. Tuy giảm giá rất hời, nhưng mì ăn liền của tôi, tôi trả. Tuy anh lắm lời, cục tính, lớn tuổi, nhưng cũng hào phóng đấy. Tôi, bố cục tính, mẹ EQ thấp, vậy thì cũng là một cặp trời sinh. Thưa anh, cô gọi đi. Sao lại toàn tiếng Anh thế? Anh gọi trước đi. Tôi gọi giống anh. Ồ, tôi gọi à? Sao thế? Không biết tiếng Anh à? Đây là tiếng Pháp. Bà chị, anh cố ý muốn tôi mất mặt à? Tôi không chỉ lắm lời, cục tính, lớn tuổi, tôi còn thù dai. Được, vậy tôi gọi gì, anh ăn ấy. Được thôi. Cái này với cái này. Ừm. Vâng thưa cô. Cô chắc chắn chỉ gọi một bài violon và hai gói giấy hạ. Chắc chắn. Vâng. Cô muốn chơi thế đúng không? Sợ à? Không sợ.
Đi nhanh lên. Dục gì mà dục? Không sống tới mai được à? Alo, phái xe tới đây. Mẫu nào khiêm tốn thôi. Xuống xe đi. Này, tự xuống mà đi. Bố, hay là bố bế mẹ về nhà đi. Hả? Sao thế? Không cần cảm ơn. Kha Dữ. Cứu với, cứu với. Tiểu Dữ, cô nghe gì chưa? Sáng sớm ra CEO của chúng ta đã tới đồn cứu người rồi. Cứu ai? Tôi cũng không biết. Nhưng mà vội vàng lắm. Chắc là người rất quan trọng. Kha Dữ, lại đây. Kha Dữ, chuyện hôm đó, tôi quyết định tha thứ cho cô. Tha thứ cho tôi. Tôi biết cô còn nhỏ, trọng sĩ diện, nên mới nói lời khó nghe như vậy. Nhưng không sao. Ông chủ nể mặt tôi, nên mới không chấp cô. Nếu không cô nghĩ hôm nay cô đi làm được à? Tôi còn hỏi sao trời không mưa, hóa ra là vì ông trời cạn lời. Tiểu Dữ à, tuy bây giờ tôi không thể cho cô làm quản lý sảnh chính, nhưng những chức khác tôi vẫn có quyền lên tiếng. Nghĩ chó lên máy bay thì là chó biết bay hả? Kha Dữ, làm người phải biết tiến lùi. Nhất là những cô gái xinh đẹp như cô. Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi sẽ nói đỡ cho cô trước mặt sếp. Tới đó, muốn chức gì thì cứ chọn thôi. Kha Dữ, hôm nay cô mà dám ra khỏi đây, sau này đừng có đi làm ở khách sạn nữa. Quản lý, anh nghĩ chúng ta nên chia bao nhiêu? Đương nhiên là 5 năm rồi. Tiểu Dữ, cô biết không? Tôi thích cô lâu lắm rồi. Tôi thấy chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Không, tôi thấy chúng ta nên chia 1:9. Tôi 1, anh 9. Tại sao? Bởi vì tôi đấm một cái, anh xuống cửu tuyền. Kha Dữ, làm phản à? Tôi làm phản đấy. Bố mẹ anh đúng là phí một buổi đêm để tạo ra cái loại như anh. Anh Hạo, anh có sao không? Con khốn, cô dám đánh anh Hạo, có muốn làm việc ở Lyon nữa không? Cái loại lên giường để lên chức, ai thích làm thì làm, cố mà lên tới khi làm vợ sếp luôn đi, chúc hai người mãi vui. Kha Dữ, có biết kết cục khi đắc tội tôi không? Đợi Lyon đổi sếp mới, đây sẽ là khách sạn 5 sao có chống lưng vững nhất thành phố Giang, cô mà bị đuổi, thì không khác nào phong sát khỏi giới này. Kha Dữ, cô đừng có ra vẻ thanh cao,
Cái loại giày rách một đời chồng như cô, được anh Hạo coi trọng, là phúc của cô đấy. Đúng là kỳ tích của tạo hóa, thiếu não, mà vẫn sống được. Mẹ ơi! Kha Dữ, cô không muốn xem mắt với Trương thiếu gia nên đi cưới một thằng đàn ông có hai đứa của nợ à? Đúng là thứ hạ đẳng trời sinh. Dì ơi, mồm dì thối quá. Thư Ngôn, có ghét đến mấy cũng phải lịch sự nhé. Cháu chào dì, mồm dì thối ghê. Thằng nhóc này, nói cái gì vậy? Châu Khiết, ăn nói cho cẩn thận với con tôi. Thịnh Tu, hôm qua ngủ ở đồn thế nào? Im đi. Đừng nhắc con nhỏ đó nữa. Được được, tôi sẽ cho cô thấy cẩn thận là thế nào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thịnh Tu, vợ cậu cũng đâu phải loại phụ nữ vô đạo đức. Tôi thấy mẹ ơi. Không sao, không sao. Động vào tôi là động vào xương rồng rồi đấy. Đau, thả tôi ra, thả tôi ra. Quản lý Tống, quản lý Tống. Con đĩ này, dám đánh tôi, cô bị đuổi việc. Được, dù sao cũng đã lật mặt. Trước khi đi, tôi phải cho các người biết tay. Thế thôi hả? Sao, không đủ hả? Kha Dữ, con đĩ này. Sếp Thịnh, tôi có cần đi giúp phu nhân không? Ông xem, còn chỗ nào cho ông không? Đừng can dự vào. Vợ cậu ấy thế này, chó đi ngang qua cũng bị đạp hôi mấy phát. Bên này chắc camera hỏng rồi nhỉ? Hỏng rồi, hỏng hẳn rồi. Đừng hiểu lầm, tôi không muốn giúp một con nhỏ đào mỏ đâu. Tôi chỉ muốn giúp danh tiếng của Leon thôi. À đúng đúng, tôi hiểu, hiểu. Kha Dữ, con đĩ này. Con đĩ này dám đánh vào mặt tôi, tôi phải báo cảnh sát. Tổng giám đốc, ông phải xử lý giúp tôi. Con đĩ này đánh chúng tôi mà không phân biệt thị phi. Ông nhìn này, quá đáng thật sự. Đúng là quá đáng thật. Tống Hạo, sao cậu lại dùng tay mình đánh tay của Kha Dữ? Tay cô có sao không? Đầu gối cô có sao không? Hình như cũng hơi đau. Mẹ ơi, vậy có cần đi viện khám không? Tôi gọi cứu thương giúp cô nhé. Không không, không cần. Tổng giám đốc, rõ ràng là Kha Dữ đánh tôi, sao ông lại giúp? Im ngay. Đừng tưởng tôi không biết hai người giở trò gì. Chẳng lẽ Lưu Cường đã biết chuyện mình trộm tiền nên cố tình bảo vệ Kha Dữ để chèn ép mình? Tôi... Tổng giám đốc, xin lỗi, chúng tôi không nên gây sự. Dù là vì lý do gì, bây giờ cũng không tiện gây sự. Người mà cậu cần xin lỗi không phải tôi. Kha, cô Lễ Tân, xin lỗi, tôi không lấy phía dưới của mình đụng vào đầu gối của cô. Không sao, lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi còn bận việc, tôi đi trước nhé. Trời ơi, đỉnh nóc. Tiểu Dữ, cô có sao không? Vừa nãy tôi bận sắp xếp giấy tờ xử lý xong rồi. Yên tâm đi. Sếp Stings, Tống Hạo ỷ có chức vụ nên tham ô rất nhiều tiền, nhưng tạm thời chưa tìm được chứng cứ có lợi. Ông là tổng giám đốc mà chuyện này cũng không làm được. Tên khốn Tống Hạo này, tôi phải qua đây sớm hơn đạp thêm một phát. Nhưng so với người bình thường như mình thì hắn cũng có quyền thế. Tiểu Dữ, cô đúng là nghe con không sợ cọp. Ừm, tôi là nghe. Sếp Thịnh, tại tôi làm việc không tốt, cô là nghe. Chẳng lẽ tôi là con? Con Kha Dữ. Thịnh Tu, Thịnh Tu đó. Thịnh Tu, Thịnh Tu đó. Giám đốc Lưu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ông, mong sẽ được hợp tác với ông. Tiểu Thịnh, chuyện cậu nhờ tôi làm, tôi đã làm xong rồi đó. Tôi đi trước nhé. Cảm ơn giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu thong thả. Thì ra mấy người quen nhau.
bảo sao vừa nãy tổng giám đốc giúp tôi, hồi trước tôi giúp ông ấy một chuyện nhỏ. À, đúng, vậy hôm nay phải cảm ơn anh. Anh Hùng cứu nghe con. Anh Hùng thì tôi nhận. Còn nghe con cũng hợp lý. Anh, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì tháng này cô lo bữa tối nhé. Trước đây khó tìm nước biển, giờ anh lại muốn làm khó tôi. Chả vần gì cả. Rồi rồi, bỏ qua. Vậy tối nay tôi mời anh ăn nướng, uống bia. Cô, cô còn dám nhắc đến bia à? Chị dâu, tôi cũng đi nhé. Bị điên hả? Như cái dự báo thời tiết thay đổi thất thường. Mẹ ơi, mẹ quên chuyện say rượu tối hôm qua rồi à? Sao thế? Gì cơ? Hôm qua, sau khi mẹ say rượu, bố các con vào đồn á. Mẹ nhỏ giọng thôi. Bố rất bực bội vì chuyện này đó. Quả nhiên là uống rượu lỡ việc. Ấy, anh đi đâu thế? Lơ mình à? Không sao, anh có lạnh tới âm 8 độ thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hết trò rồi hả? Tôi qua tôi. Hòa rồi, gì cơ? Hòa rồi. Tôi ra ngoài một chuyến, đợi đã. Đây là chìa khóa Rolls Royce mà. Chắc phải hơn 10 triệu ấy nhỉ? Một cái bật lửa thôi, giả đó. Tôi nhặt trên đường. Bật lửa hả? Sao làm như thật vậy? Cho tôi mượn chơi đi. Thôi, tôi sợ cô làm hỏng. Nhỏ nhen, thấy xe sang là kích động thế đấy. Đúng là ham tiền. À đúng rồi, rốt cuộc anh đang làm nghề gì? Sao chả bao giờ đi làm mà vẫn có tiền? Nghề tự do. Tôi phải đi đây. Nghề tự do á? Là lưu manh không nghề ngỗng gì mà. Mẹ đúng là một con thỏ trắng. Thế bố mình là sói sắm à? Đúng, bố là bà ngoại sói mặc quần áo vào thôi. Vợ cậu cũng thú vị đấy chứ. Cậu nên hòa thuận với người ta đi. Bớt ăn cà rốt, ăn thêm cơm, bớt đứng đây nói nhảm thì hơn. Xem tài liệu này đi. Cậu đoán xem là ai viết. Phân tích số liệu rõ ràng, nhiều đánh giá trong đây. Cũng vô cùng chính xác. Tống Hạo viết à? Hắn không làm được đến vậy đâu. Kha Dữ viết đấy. Kha Dữ. Một lễ tân như cô ấy mà làm được, đúng là cô ấy viết đó. Nhưng là Tống Hạo lấy danh nghĩa của Châu Khiết đưa lên. Gì cơ? Ở Lyon cũng có hành vi thay thế như vậy à? Cậu nhất định phải điều tra rõ chuyện này, xử lý hết đám hôi thối này. Là xử lý mầm xấu của Lyon hay chữa cái bệnh mê gái của cậu? Tôi hiểu, tôi hiểu. Xong chuyện chưa? Này, cậu giận thật đấy hả? Không giận thì vui hả? Tiểu Dữ, cậu không về Lyon làm việc nữa thật à? Cậu nghĩ tớ còn giữ được việc à? Đắc tội thằng khốn Tống Hạo đấy, không bị cắn chết mới lạ. Thôi thì tìm việc mới cho rồi. Bây giờ cậu kết hôn rồi, áp lực cũng lớn hơn. À đúng rồi, người đàn ông ở cùng cậu 6 năm trước đâu? Cậu còn nhớ dấu vết trên người anh ấy mà. Tìm thấy chưa? Tớ chỉ nhớ trên ngực anh ấy có nốt ruồi. Thì tìm thế nào? Không thể cứ gặp ai là bắt người ta vạch ngực ra cho nhìn được. Thế thì ngày nào cũng gặp ở đồn. Hơn nữa, giờ tớ cũng kết hôn rồi, có tìm được cũng chẳng để làm gì. Tôi đi tắm trước đây. Mẹ ơi, mẹ muốn đi tắm cùng bố đúng không? Không hề, mẹ đang đọc sách mà. Nhưng mẹ cầm sách ngược kìa. Chuyện này, mẹ về phòng trước đây. Anh ơi, mình phải giúp mẹ thực hiện nguyện vọng thôi. Anh có một cách. Có chuyện gì vậy? Nhảy áp à? Thịnh Thư Ngôn, con gây sự đúng không? Thịnh Tu,
Là tôi. Cô nhìn đủ chưa? Chưa. Đừng nhìn nữa. Tôi không nhìn. Ngực anh ấy. Tôi có thể nhìn ngực anh thêm một lần không? Tôi đảm bảo chỉ nhìn ngực, không nhìn gì khác. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chỉ muốn... Được rồi. Tôi từ chối. Hai nhóc thỏ con kia, mở cửa ra. Bố ơi, bọn con ngủ rồi. Nếu bố không muốn ngủ dưới đất thì bảo mẹ chứa chấp bố nha. Ấy, nhóc xanh này, nếu con không mở cửa thì đừng gọi bố là bố nữa. Được luôn nha anh cả. Vào đây đi. Vừa nãy tôi nghe thấy hết rồi. Tôi chỉ nể mặt cô thôi. Người tôi có mùi à? Tôi sợ mùi tôi. Yên tâm, tối ngủ tôi không lột đồ anh đâu. Tôi chỉ ngủ bằng này thôi, hứa không đi quá giới hạn. Đẹp không? Buồn cười hơn. Tiệm mới khai trương rồi. Mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Nào, mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Dù, giờ cô đã sa sút tới mức đi phát tờ rơi rồi mà còn không chịu thua. Mày tự sa đọa đòi gả cho một tên đàn ông từng có một đời vợ. Giờ phải chịu khổ đấy hả? Hay là cô cầu xin tôi rồi đưa 50.000 tệ cho tôi sẽ suy xét giới thiệu Trương thiếu gia cho cô. Hóa ra chị gái muốn phát tờ rơi dùng tôi à? Không ngờ chị vừa xấu vừa già nhưng tốt bụng ghê. Cảm ơn chị nhé. Nào, mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Được rồi, Tiểu Khiêm, đừng chấp nhận với loại thấp hèn này. Thế nào cũng có một ngày cô ta sẽ trở về cầu xin chúng ta. Mẹ, chúng ta đi thôi. Chào anh xem một chút. Xem. Người đẹp xem một chút. Tránh ra. Phú bà bùng nổ khí chất. Cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ tới đây làm gì? Nè, con không chào đón mẹ à? Con chưa rõ à? Sự lạnh lùng của con làm mẹ đau đớn đấy. Nếu mẹ nhàm chán quá thì đi tìm chồng mẹ, được không? Mẹ, sao vậy? Mẹ không thể đến tìm con trai mình à? Con thật sự không rảnh quậy cùng mẹ. Con suốt ngày ở văn phòng thì sao tìm được con dâu cho mẹ đây? Bầu bạn với Thư Ngôn, Thư Họa kiểu gì? Giờ Vinh Thịnh còn cả đống việc chưa xong. Lát nữa Ly ông còn một cuộc họp, con nào rảnh chứ? Con không thể vừa quản lý Ly ông vừa chăm lo cho Vinh Thịnh à? Một bên hẹn hò, một bên chăm sóc lũ trẻ à? Mẹ tưởng con đang làm bánh đấy hả? Ai, mẹ mặc kệ, hôm nay con phải đi ra ngoài cùng mẹ. Thịnh Tu, đây không phải là chị gái giàu có vừa mới đi vào Vinh Thịnh đó à? Lẽ nào? Nhanh nào, thời gian của con quý báu lắm, vội gì chứ? Dùng bữa cùng mẹ mà khó khăn thế cơ à?
Bình quân thu nhập của con là một phút khoảng 1 triệu tệ. Nếu không có việc gì con đi trước đây. Nè, con ngồi xuống. Mẹ chi gấp đôi, đã được chưa? Thế, gọi món tủ đắt nhất của tiệm các cô mỗi món một phần. Thịnh Tu, ôi mẹ ơi, hóa ra anh ấy làm công việc này. Thảo nào anh ấy không đi làm mà vẫn có tiền. Xin lỗi, xin lỗi, Kha Dữ. Nè, con làm gì thế? Kha Dữ, Kha Dữ, Kha Dữ. Là cô đó hả? Kha Dữ. Kha Dữ. Kha Dữ, Kha Dữ. Kha Dữ, là cô đó hả? Không phải, không phải tôi. Mẹ ơi, con ếch ăn thịt người kìa. Nói đi. Là do lần trước tôi đắc tội tổ trưởng, chắc chắn bị mất việc rồi, nên tôi phải ra ngoài làm thêm, kiếm chút tiền mà. Cô không có tiền thì có thể hỏi tôi mà. Ô, nói cứ như anh giàu lắm vãi dai à. Một tháng tôi mà tiêu hết thì anh hít gió Tây Bắc đó. Cô ấy khác hẳn với mấy cô ả hám lợi. Thật ra tôi cũng không nghèo đến thế đâu. Tôi đã thấy chuyện ban nãy ở nhà hàng rồi. Sao cô lại biết hết rồi vậy? Ừ, thôi được rồi. Thật ra bà ấy là. Sao anh có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Gì cơ? Cô nói chuyện vòi tiền vừa nãy hả? Anh đã là bố của hai đứa trẻ rồi mà còn làm ra loại chuyện mất mặt này. Nhớ Thư Ngôn và Thư Họa hỏi thì anh định giải thích với tụi nó thế nào? Tụi nó đều biết mà. Anh làm công việc này mà lại đi nói với lũ trẻ à? Thế vị lúc nãy có biết chuyện anh có con chưa? Bà ấy thường xuyên trông con giúp tôi, nên dĩ nhiên biết rồi. Hai người chơi đùa đa dạng ghê. Alo, chào anh. Không phải tôi đã bị Leon sa thải rồi à? Giám đốc Sảnh Á. Tôi bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng. Leon để tôi làm giám đốc Sảnh rồi. Đi, về nhà thôi, để chúc mừng tôi sẽ nấu cơm. Sau này anh đừng làm chuyện đồi phong bại tục nữa. Bẩn lắm. Ế, lẽ nào sau khi cô ấy kết hôn, phụ huynh cho tiền thì rất bẩn? Ê, ôi, giám đốc Sảnh. Tiểu Dữ, cô đúng là giấu sâu thật đó. Cô đừng vui mừng quá sớm. Trái lại tôi muốn xem thử cô làm giám đốc Sảnh này được bao lâu. Còn cả cô nữa, chú ý một chút. Dạo này cô phải cẩn thận đấy. Nghe nói vì việc lần trước mà Tống Hạo bị chửi tơi bời. Hơn nữa anh ta còn bị giáng chức. Khoa trương thế cơ à? Không hay rồi. Giám đốc, sếp Vương, bên đối tác của Leon đang nổi trận lôi đình ở nhà hàng. Còn nói rằng muốn hủy hợp tác, cô mau đi xem thử đi. To rồi. Sếp Vương là đối tác đã hợp tác 5 năm với Leon. Nếu anh ta tuyên bố hủy bỏ hợp tác, thì Leon chắc chắn sẽ gặp tai ương. Tôi đi xem thử. Cô tóm tắt ngắn gọn chuyện cho tôi nghe nào. Sếp Vương bớt giận. Sếp Vương, thật sự xin lỗi. Quả thật là do Leon chúng tôi thất trách. Thất trách? Cứ 2-3 ngày tôi lại tới Leon một lần. Không phải các anh đã nắm rõ khẩu vị của tôi rồi à? Thật sự xin lỗi, sếp Vương. Hôm qua Leon mới thay giám đốc Sảnh. Nhà hàng tầng 1 đều do cô ta quản lý. Có lẽ nhất thời sơ sót. Thực lực cỡ nào thì làm việc xứng với nó. Không có năng lực làm giám đốc làm gì. Việc thế này cô bảo tôi phải hợp tác với Leon kiểu gì đây? Đúng, đúng, đúng. Kha Dữ này kinh kiệu ngạo mạn. Cô ta ỷ vào giám đốc Lưu. Dừng, đời này tôi ghét nhất là dựa quan hệ. Nói với Lưu. Lưu gì đó ấy nhỉ? Lưu Cường. Nói với Lưu Cường này có một giám đốc Sảnh như vậy, Vương Thị sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Châu Khiết, cô đã bị đuổi việc. Cô lấy thân phận gì mà ở đây hô to gọi nhỏ với tôi và sếp Vương? Kha Dữ, cô oai phong quá nhỉ. Có phải để cô làm giám đốc Sảnh thêm 2 năm thì ngay cả tôi mà cô cũng dĩ nhiên rồi. Tôn chỉ của Leon là chăm sóc tốt mỗi vị khách hàng, nhất là khách quý như sếp Vương. Sếp Vương nổi giận, anh là tổ trưởng hẳn nên nghĩ cách làm thế nào để cứu chữa, chứ không phải ở đây đùn đẩy trách nhiệm. Cô nói gì cơ? Được rồi, được rồi, được rồi, coi tôi là không khí đấy hả? Cô cũng đừng vỗ mông nịnh nọt, mông tôi làm bằng sắt đấy. Cô không vỗ nổi đâu. Như này đi,
Tôi cho cô một cơ hội đoán xem tôi muốn ăn gì. Anh chờ một chút. Thế phải làm sao giờ? Tiểu Dữu, rõ ràng sếp Vương đang cố ý gây sự. Cộng thêm Tống Hạo và Châu Khiết giở trò ở giữa, sếp Vương chắc chắn không tha thứ cho cô đâu. Không sao, để tôi nghĩ cách. Mẹ ơi, các con đến bằng cách nào thế? Bố nói mẹ đang gặp rắc rối, nên tụi con đặc biệt tới đây anh hùng cứu mỹ nhân. Kha Dữu, để tôi xem lần này cô thu dọn tàn cục thế nào. Kha Dữu, trước đó tôi đã nói rồi, cô không làm được giám đốc đại sảnh lâu đâu. Có làm được lâu không hình như không phải do cô quyết định. Tôi không có quyền quyết định. Nhưng bây giờ sếp Vương, Vương Quyền nổi tiếng là tên thần kinh nóng tính, nhưng lại là đối tác đầu tư quan trọng nhất của Leon. Anh ta đến gây sự, cô nghĩ tổng giám đốc có thể giúp cô không? Châu Khiết, lúc nhân loại tiến hóa, có phải cô đã trốn đi rồi không? Y hệt con khỉ. Cô cứ mạnh miệng đi. Đắc tội sếp Vương, cô đền nổi tổn thất cho Leon không? Cô dựa vào ông chồng vô dụng và hai đứa con hoang của cô hả? Tuy rằng tôi không biết kết cục chọc giận sếp Vương như nào, nhưng tôi biết kết cục một lễ tân như cô chọc giận tôi đấy. Cô bị đuổi việc rồi. Kha Dữu, giám đốc Lưu tin tưởng cô như vậy, cô lại tiếp đón khách quý như thế à? Thật sự xin lỗi sếp Vương, lần này quả là sơ sót của Leon chúng tôi. Anh xem hay là thế này đi, tôi gọi lại món cho anh để bày tỏ xin lỗi. Tháng này anh tiêu dùng ở chỗ chúng tôi đều do Leon chịu trách nhiệm. Kha Dữu, cô coi sếp Vương là họ hàng quê mùa của cô đó hả? Cô đuổi ăn mày đấy hả? Đúng là trắng trợn nhục mạ. Ban nãy ở ngoài cửa, tôi nghe giám đốc Lưu nói, thế khéo thật đó. Tên Vương Quyền này không dễ đối phó đâu. Tôi đi nói với anh ta không dám làm khó tôi đâu. Ở lâu bên cạnh phú bà nên tưởng mình là tổng giám đốc bá đạo thật à? Ai cũng cho anh thể diện chắc, hả? Cô nói gì cơ? Ý là tôi không dám làm trễ nải quý nhân một phút kiếm được cả triệu như anh. Thế cô vẫn nên bớt nói nhảm, tôi đỡ mất 500.000 tệ đi. Mau đi làm đi. Anh cứ ở nhà chăm vợ dạy con cho tốt đi. Sau này đừng để tôi bắt được anh làm loại chuyện đó ở bên ngoài đấy. Tôi, bố thật sự là kẻ ăn bám. Con, thằng nhóc này, lát nữa các con phải trông chừng mẹ đấy. Đừng để bất cứ ai bắt nạt cô ấy. Đã nghe thấy chưa? Bố yên tâm đi. Nếu có ai dám làm khó dễ mẹ, con chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó. Gà on nồi nguyên vị. Sếp Vương, từ từ rồi, tôi không muốn ăn đồ có xương. Bào ngư san hô. Ừ, màu sắc không tệ, nhưng hôm nay tôi không muốn ăn hải sản. Làm gì vậy? Em phải đi giúp mẹ. Thư họa ngốc, chúng ta phải đi tìm bố ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, thì mẹ mới ngưỡng mộ bố. Thế chúng ta mau đi tìm bố đi. Bê đi, bê đi. Cái khỉ gì thế này? Bê đi, bê đi. Thứ này cho người ăn hả? Cô làm giám đốc sảnh kiểu gì thế? Sao Lưu Cường bị mù à? Lại để cô làm giám đốc sảnh thế? Kha Dữu, cô đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Cô rảnh thì chi bằng về nhà viết đơn từ chức đi. Vương Thị, rút vốn. Tôi biết sếp Vương muốn ăn gì rồi. Sếp Vương muốn ăn gì rồi? Anh là ai thế? Mạnh miệng ghê. Thịnh, Thịnh. Mẹ, chúng con tới cứu chàng đây. Mẹ, mẹ, mẹ á. Cô, tôi đoán à? Sếp Vương thích ăn cay nhỉ? Anh điên rồi à? Sếp Vương chưa bao giờ ăn cay. Đúng, tôi ăn. Tôi cực kỳ thích ăn cay. Ha ha, ăn cay. Ông trời ơi, người ban nãy mình luôn soi mói, hóa ra là phu nhân của tỷ phú. Lần này toi đời rồi. Hóa ra sếp Vương thích ăn cay à? Không chỉ thế, sếp Vương thích ăn siêu cay. Đúng, tôi thiếu cay là không được. Tôi hơi biến thái một chút, cho nên tôi cực kỳ thích ăn siêu cay. Thế giờ tôi đi chuẩn bị được. Được, được.
Canh tiết vũ trụ vô cực siêu cay. Sếp Vương, anh thong thả dùng. Cúc Hoa gặp họa còn tốt hơn cả Vương Thị chịu tai ương. Sếp Vương, không phải anh không thể ăn cay à? Cay quá. Sếp Vương, anh không sao chứ? Không sao. Ăn ngon, ăn ngon. Cô rất xuất sắc. Vương Thị phải hợp tác với Ly Ông thêm 10 năm nữa. Hợp tác mãi mãi. Hợp tác mãi mãi. Cái kia, sao anh biết sếp Vương thích ăn cay thế? Ồ, trước kia tôi từng tra một số tài liệu nội bộ về anh ta. Anh ta là người Du Châu, cực kỳ thích ăn cay. Tài liệu nội bộ không phải chỉ có người trong giới mới biết à? Sao anh lại nắm rõ như vậy? À, à, lẽ nào lại là phú bà nào nói với anh? Sao cô lại lôi chuyện này vào rồi? Chính mình ở bên ngoài không biết liêm sỉ, còn không chồng tôi không biết nói. Liêm sỉ ư? Thế còn cô, nói chồng mình mà chẳng có bằng chứng gì. Kha Dữ, con khốn này, hôm nay tôi phải đánh chết cô. Tôi. Anh chính là chồng hai của Kha Dữ à? Con khốn kia, cô giỏi thật đấy, có chồng rồi mà vẫn lừa sếp Vương và giám đốc Lưu. Tôi đây. Hay nói thẳng. Đúng thế, mồm còn thối hơn cả bồn cầu. Có khi bồn cầu còn chẳng thối bằng ấy chứ. Cô, cho dù cô có làm giám đốc sảnh thì có sao? Cô cũng chỉ là một bảo mẫu rẻ tiền thôi. Cả nhà cô, e là đều trông mong vào thu nhập của mình cô nhỉ. Dù có đuổi việc tôi thì sao chứ? Tôi có cả nghìn cách để sống tốt hơn loại nghèo nàn đi làm công như cô. Còn cô, chỉ có thể làm người thấp kém cả đời này thôi. Bọn tôi không nghèo. Đúng, bố tôi đầy tiền. Bố tôi sẽ mua biệt thự cho mẹ tôi. Mẹ tôi còn giàu hơn mụ phù thủy như cô. Kha Dữ, cô nên dạy dỗ lại hai đứa danh nhà cô đi. Danh con mấy tuổi đã biết nói dối rồi. Con của tôi không đến lượt cô lo. Mẹ ơi, bọn con không nói dối. Bố nhiều tiền lắm. Rồi, rồi, không nói dối. Dù gì thì nhà trong game cũng là nhà thật mà. Muốn làm người giàu đến mức điên rồi à? Tôi giúp cô. Cô làm gì đấy? Mấy ngày nữa là họp lớp. Để tôi thông báo cho mọi người. Cô sẽ đưa người chồng giàu có của cô đến. Mọi người sẽ mong chờ lắm đây. Châu Khiết, cô. Được thôi, bọn tôi sẽ đến đúng hẹn. Lại còn bọn tôi sẽ đến đúng hẹn nữa. Ai ra, làm sao để tự dưng giàu lên đây? Không phải trước đó cô đã tiêu 300.000 tệ sao? Ít nhất cũng phải mua ít đồ xa xỉ chứ. Đã đến lúc lấy ra để sĩ diện rồi. Anh nói đúng. Nhưng tôi đã mua bất động sản. Cô mua nhà ư? Ai ra, biết trước thì tôi đã không trả hết một lượt rồi. Tôi mà trả góp thì còn có thể mua được hai mảnh. Tôi đi chết đây. Thế thì không cần tham gia buổi họp lớp chết tiệt đó nữa. Đất mộ ư? Trước kia cô bỏ ra 300.000 để mua một mảnh đất mộ ư? Không thì sao? Anh có cách gì tốt hơn để an táng mẹ tôi đây? Chẳng trách. Hóa ra là như thế. Mình hiểu lầm cô ấy rồi. Bố ơi, các con nói xem, nếu bây giờ bố nói với mẹ các con bố chính là tỷ phú Giang Thành thì bố sẽ thế nào? Sẽ bị mẹ đánh tan xác. Rồi sau đó mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Có khi nào có khả năng thứ hai không? Có. Khả năng thứ hai chính là mẹ chỉ đánh tan xác ra thôi. Ai ra, ba người đang thì thầm gì thế? Mẹ ơi, bố có chuyện muốn nói với mẹ. Bọn con về phòng trước đây. Ấy, bọn danh này, đợi đó cho bố. Nghe nói anh có chuyện muốn nói với tôi. Tôi nói thật cho cô biết nhé. Thật ra tôi không phải người bình thường. À, chẳng lẽ anh là Ơn Chaman à? Tôi biến thành Ơn Chaman dẫm chết cô. Thế anh biến đi. Không có việc gì thì tôi về phòng đây. Ấy, đợi đã, tôi biết rồi. Anh là tỷ phú. Sao cô đoán được thế? Đoán cái gì? Tôi bảo anh đóng giả tỷ phú. Ngồi xuống. Anh nghĩ xem, không phải Châu Khiết vẫn luôn nói với đám bạn của tôi anh là người giàu có sao? Thế thì chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ theo kiểu người có tiền, sau đó vả mặt bọn họ. Ồ, cô định bảo tôi
đóng giả tỷ phú, làm như mình giàu có ấy hả? Nhưng mà kiểu tóc này và quần áo của anh phải thay đổi một chút. Từ giờ trở đi, chúng ta phải thay đổi từ khí chất đến lời ăn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, anh chính là tỷ phú. Nhân viên, đóng gói hai hàng này lại cho tôi. Tôi đi nghe máy đã. Alo. Không phải nói đi nghe điện thoại sao? Sao còn chưa về nữa? Tiểu Dữu, cô đi trước đi. Giờ tôi có chút việc gấp, sẽ qua sau. Mẹ, con nói rồi, có thời gian con sẽ về mà. Con sẽ về mà. Mẹ đừng vô cớ gây sự nữa được không? Không có bạn gái, không có bạn gái. Bạn trai cũng không có. Được rồi, được rồi. Cứ thế đi, con còn có việc. Á à. Sao thế sếp? Đóng cửa, á à. Xe sang kìa. Phải đền bao nhiêu tiền đây? To rồi. Coi đời rồi. Không phải lại định bắt mình vào đồn cảnh sát chứ? Tôi đền. Tôi có táng ra bại sản cũng đền cho mọi người. Được chưa? Xin lỗi. Cô không sao chứ? Có cần đưa cô đi viện không? Ấy, người này quen mắt thế. Hay là bọn tôi đền cho cô cũng được. Không, không cần, tôi thì không sao. Nhưng xe của mấy anh? À, xe là chuyện nhỏ. Cô bị thương mới là chuyện lớn. Nếu cô không sao thì bọn tôi đi trước đây. Sếp bọn tôi còn có việc cần làm. Cô này, cô còn việc gì sao? Đương nhiên là có rồi. Cô mở xe của bọn tôi ra làm gì? Làm sếp bọn tôi sợ rồi. Tôi làm anh sợ rồi sao? Hả anh? Không, không sợ. Sếp nhà anh là vịt đực à? Hôm qua uống say quá nên họng tôi bị khàn. Vẫn diễn à Thịnh Tu? Sao cô phát hiện ra thế? À, được rồi, vậy tôi khai hết đây. Thật ra tôi lại là công ty tổ chức đám cưới à? Hả? Ừm. Được đấy, nội thất này quá đỉnh. Anh thuê nó để đóng giả làm tỷ phú đấy hả? Hả? Đương nhiên rồi, vũ khí để sĩ diện mà. Nhưng sao tôi thấy chiếc xe này trông quen mắt thế nhỉ? Có phải giống hệt chiếc anh thuê lần trước không? Đúng thế, công ty tổ chức hôn lễ đó chỉ có một chiếc xe này thôi. Không ngờ cái tính sĩ diện của anh cũng có ích phết. Lát nữa chúng ta sẽ cho bọn họ sáng mắt lên. Là Châu Khiết à? Đúng là ngày càng xinh đẹp rồi. Đây là bạn trai của tôi, quản lý của khách sạn Lyon. Trời, thế thì thu nhập cao lắm nhỉ. Ngưỡng mộ cậu thật đó. Cuối cùng cũng lấy được chồng giàu. Ấy, đúng rồi, Kha Dữ đâu? Không phải cậu ta có một người bạn trai giàu lắm sao? Bạn trai gì chứ? Đó là chồng sau của cậu ta. Nghe nói còn có hai đứa con nữa. Nhà bọn họ nghèo muốn chết, còn đòi giàu có ư? Mơ đi. Tôi thấy Kha Dữ đã chém gió mạnh quá nên mới không dám đến. Ai, đúng thế. Chúng ta đều là bạn cũ cả. Nếu cậu ta thật sự chém gió vì ham hư vinh thì chúng ta cũng sẽ không cười nhạo cậu ta đâu nhỉ. Giờ tôi sẽ gọi cho cậu ta. Vãi, Rolls Royce, sếp lớn nào đến đây ăn cơm thế này? Tránh ra. Chào mọi người. Kha Dữ, sao cô lại? Để tôi giới thiệu với mọi người, chồng tôi, Thịnh Tu. Kha Dữ, tôi tò mò không biết chiếc xe này hai người thuê ở đâu ra đấy. Không phải thuê, chém gió tung nóc luôn kìa. Đây là xe sang đáng giá chục triệu tệ đấy. Thế mà cũng dám thuê về làm trò. Chỉ cần làm sức nó, hai người có bán thân đi cũng không đền nổi. Chiếc xe đó đúng là cả chục triệu tệ, nhưng mua một chiếc xe cũng không đến mức khiến tôi táng ra bại sản đâu. Cái bật lửa này của anh đỉnh đấy. Ấy, Kha Dữ, vậy bạn trai cậu làm nghề gì thế? Xuất nhập khẩu. Thế thì chẳng phải thường xuyên ra nước ngoài sao? Mệt lắm nhỉ. Nếu đi máy bay tư nhân thì cũng tạm thôi. Đám nghèo nàn đều là thế đó. Nằm mơ giữa ban ngày nhiều quá, ảo tưởng mình là người giàu thật rồi kìa. Nói dối mà cũng không chuẩn bị kịch bản sẵn, đúng chứ, Kha Dữ?
Thế nên là cứ làm người thành thật đi. Chém gió thêm một lúc nữa, có khi nào tự nhận là tỷ phú Lương không? Ha 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 ha. Có những lúc tôi thật sự mong mình là một con bạch tuộc đấy. Tại sao? Vì nếu thế thì có thể đánh 8 người một lúc. Kha Dữu, sao cô vô văn hóa thế? Tôi chỉ có văn hóa với ai có văn hóa thôi. Cô có Kha, Tiểu Dữu, trông cậu giàu như thế, hai người quen nhau kiểu gì đấy? Tôi có vài việc cần hợp tác với Leon, nên là quen biết thôi. Tôi nhớ bạn trai của Châu Khiết là quản lý của Leon. Chém gió cả trước mặt chính chủ. Có hợp tác ư? Vậy chẳng phải anh quen biết sếp nghiêm của Leon sao? Hay quá, tôi lại rất thân với anh. Có cần tôi gọi điện hẹn ra đây để xác nhận không? Được, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nào, anh Hạo, thể hiện đi. Thể hiện đi mà. Ai thế? Ấy, sếp Nghiêm, tôi là quản lý của Leon, Tiểu Tống. Ở đây có một người mạo danh là từng hợp tác với anh. Anh xem, anh có rảnh, không rảnh. À, kẻ mạo danh tên là Thịnh Tu. Không quen ư? Được rồi, phiền anh rồi. Nếu rảnh thì mời anh tới uống rượu. Không quen. Nghe nói người thu mua Leon là sếp của Vinh Thịnh, cũng chính là tỷ phú Giang Thành. Sếp Nghiêm là anh em của anh ấy. Không ngờ quản lý Tống lại thân với sếp Nghiêm như thế. Kha Dữu, mạo danh người khác thì tội nặng hơn, phải chịu trách nhiệm với pháp luật đấy. Nếu sếp Nghiêm mà giận, trách tội xuống, cô có gánh vác nổi không? Còn không mau đưa tên chồng nghèo của cô đi nhận lỗi đi. Đúng là rảnh rỗi nên thích kiếm chuyện quá nhỉ. Mấy bà hàng xóm cũng không lắm chuyện bằng cô. Tôi cũng quen Nghiêm đài, hay là để tôi gọi điện cho cậu ấy đi. Được, gọi đi. Lại ai không để yên cho ông chơi game? Tưởng mình ghê gớm lắm đấy hả? Tôi còn không mời được sếp Nghiêm. Anh là cái thá gì mà dám nói là quen sếp Nghiêm? Chà, anh Thịnh, hôm nay không ở với vợ, giờ mới nhớ đến người anh em này à? Anh là cái thá gì mà dám nói là quen sếp Nghiêm? Tôi cho anh 5 giây, bỏ điện thoại xuống. Cái cục gạch này, ai thèm chứ? Không có thực lực thì đừng ra về. Tưởng mọi người bị ngu hết à? Không phải nói là sếp Nghiêm sẽ tới sao? Sếp Nghiêm đâu? Sếp Nghiêm. Sếp Nghiêm. Sếp Nghiêm. Sếp Nghiêm đâu? Mồm mép của mấy kẻ nào đó thối như cống ấy. Kha Dữ, cô chửi ai đấy? Ai đáp lại thì tôi chửi người đó. Nghe nói có người nhớ tôi à? Sếp Nghiêm, là anh thật à? Cô là ai? Lần trước lúc chúng ta phỏng vấn giám đốc Sảnh đã gặp nhau đấy. Sếp Nghiêm, tôi là Tống Hạo. Anh đến vì cuộc gọi ban nãy đúng không? Đúng thế, sếp Nghiêm, chính là bọn họ mạo danh hợp tác với Leon. Loại người hư vinh này phải báo cảnh sát. Bắt lại đi, cô ta dung túng cho chồng cô ta, buộc phải đuổi việc. Sếp Nghiêm cũng đến rồi, xem mấy người còn làm gì được nữa. Kha Dữ, bảo chồng cậu nhận lỗi đi. Thực ra, cậu ấy không phải đối tác của Leon, mà là ân nhân của Leon. Không có cậu ấy thì không có Leon ngày hôm nay. Anh em của anh à? Diễn xuất đỉnh đấy. Ấy, anh ta không phải bảo vệ sao? Lỡ lộ thì chuyên sao? Chuyên nghiệp giỏi, 200 tệ một ngày. Sếp Nghiêm, anh nhầm người à? Anh đang nghi ngờ tôi à? Không thể nào, loại nghèo nàn thế này sao có thể giúp gì được cho Leon chứ? Đương nhiên phải là người có tiền có quyền như anh Hạo của chúng tôi mới giúp Leon được chứ. Đúng là ồn ào thật. Tống Hạo, có, anh đắc tội với khách quý, tự ý dùng tiền công của Leon, đã bị đuổi việc rồi. Sau này sẽ có người điều tra anh, đợi mà ngồi tù đi. Sếp Nghiêm, tôi xin anh đừng đuổi việc tôi. Cút. Sếp Thịnh, tôi xin anh, hãy cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi xin anh. Tôi xin lỗi. Xin anh, đưa đi. Sếp Thịnh, cho tôi một cơ hội nữa đi. Ấy, ấy, sếp Thịnh, sếp Thịnh, sếp Nghiêm. Xin anh ấy, sếp Nghiêm, sếp Nghiêm. Không ngờ bạn trai của cậu lại quen sếp Nghiêm thật. Tôi đã nói là Tiểu Dữ có phúc nhất mà. Tôi biết ngay Châu Khích không phải hạng tốt đẹp gì mà. Lúc học cấp 3 cô ta đã thích giở trò ly gián rồi, khiến chúng ta hiểu lầm Tiểu Dữ. Đúng là một đám cỏ đầu tường. Gió thổi chiều nào theo chiều đấy. Á, à, đã đời quá. Ha ha, anh không thấy được vẻ mặt của bọn họ hôm nay đâu. Tôi đắc tội với bạn cô như thế, cô không lo bọn họ nói xấu sau lưng cô sao? Rồi, có gì đâu. Cũng đâu phải mỗi bọn họ nói tôi cũng nói bọn họ chứ. Có khi bọn họ nấu sói còn không hay bằng tôi đấy. À đúng rồi, hôm nay anh thuê xe với thuê diễn viên tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Để tôi chuyển. À, không cần đâu, mấy thứ này thật ra không phải thuê đâu. Chẳng lẽ anh thật sự đi mượn phú bà à? Đúng, thật ra tôi không cố ý giấu cô đâu.
Cái gì thế? Sao lại lôi phú bà gì vào? Không phải đâu. Thế anh đi ăn cướp à? Không. Có một khả năng nhỏ bé nào đó. Là tôi cũng hơi hơi có tiền không? Là tỷ phú hay gì đó không? Tôi bảo này, anh diễn đến nghiện luôn rồi hả? Không phải anh định nói với tôi cưới bừa một người mà vớ phải tỷ phú thật đó chứ? Tôi không may đến thế đâu. Ấy, hơn nữa, nếu anh thật sự là sếp của Leon, tôi giết anh lâu rồi. Sếp? Ừ, tôi. Mẹ ơi, bọn con muốn nghe kể chuyện. Rồi, để mẹ kể chuyện cho hai đứa được không? Ai ra, đi thôi. Mẹ ơi, sau này con và anh trai có mẹ rồi, không còn là những đứa bị bỏ rơi nữa. Đương nhiên rồi, trong mắt bố mẹ, hai đứa luôn là thiên sứ. Nhưng mà, ở trường có người nói hai đứa như thế thật sao? Không đâu ạ. Bọn con nghe thấy lúc trong bụng mẹ đấy. Con cũng nghe thấy. Dăm ba tuổi đầu mà đã chửi hoang. Đúng là không có liêm sỉ. Đời này tao chưa gặp ai mặt dày như mày. Đúng thế, chưa chồng đã chửi. Đúng là mặt dày. Tao cho mày biết, đi phá thai ngay cho tao. Nếu không, sau này mày đừng vào nhà nữa. Đúng thế, mau phá đi. Chị dâu gọi anh là sếp hả? Em nhớ ra rồi. Lúc trước khi phỏng vấn, Tống Hạo lấy danh nghĩa Châu Khiết đưa cho em xem tài liệu quy hoạch. Lúc đó em đã lấy danh của anh lệnh cho Châu Khiết làm giám đốc sảnh. Cho nên sau khi Kha Dữ biết chuyện, vẫn luôn cho rằng tôi bị Châu Khiết dụ dỗ. Bởi vậy cô ấy luôn có thành kiến với tôi. Anh Thịnh, em khuyên anh đừng để chị dâu biết thân phận thật của anh vội. Dự án ở Châu Phi, cậu qua đó đừng mà. Được rồi, bảo bố đưa các con đi học đi. Mẹ tốt thật đấy, kiếp sau con vẫn muốn mẹ làm mẹ của con và em gái. Nhưng kiếp sau mẹ không muốn làm người nữa. Bởi vì làm người mệt quá. Sao lại mệt thế ạ? Bởi vì làm người mệt người, thế làm cún đi mẹ. Nếu gặp con, mẹ cứ sủa 3 tiếng, con sẽ đưa mẹ về nhà, đổi thành chúng con nuôi mẹ. Đúng đấy mẹ, sau này chỉ cần chúng con có thịt, chúng con sẽ ném hết xương cho mẹ. Mẹ có các con là phúc của mẹ đó. Được rồi, mau đi học đi nào. Đi thôi. Mẹ ơi, người một nhà phải ở bên nhau. Không cần đâu, tôi thấy cần phải cân bằng. Mau đưa con đi học đi, sắp muộn rồi đó. Bây giờ cân bằng rồi. Thư Ngôn, Thư Họa, đi thôi. Quên mang theo thứ gì à? Làm sao vậy? Thịnh Tu làm sao thế nhỉ? Phú bà tới tìm tận nhà luôn à? Xin hỏi bà tìm tôi có việc gì không? $50 triệu. Rời xa cậu ấy. Có tiền thì ghê gớm lắm hả? Có tiền thì có thể sỉ nhục người khác à? Có tiền thì có thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đúng không? Có tin tôi đánh một cái. Cuối cùng tôi cũng được thử cảm giác làm mẹ chồng độc ác một lần. Mẹ chồng? Lẽ nào bác là mẹ của Thịnh Tu ạ? Thì ra mình vẫn luôn hiểu lầm anh ấy. Cháu vừa nói đánh một cái gì cơ? À, một cốc trà. Hiếu kính với bác. Còn gọi là bác à? Nên đổi rồi chứ. Mẹ ơi, con dâu của mẹ. A Tu phá sản hả? Sao lại mua nhà nhỏ thế này cho con dâu của mẹ ở? Thật ra khu này cũng rất ổn ạ. Khu này cũ rồi, đồ đạc cũng cũ rích. Nhà còn là căn hộ loại nhỏ, rõ ràng là khu nhà cũ nhỏ mà. Con xem, ngồi ở đây cũng phải miễn cưỡng lắm mới duỗi được chân. Sao A Tu lại mua nhà ở đây chứ? Mẹ nói thật, đây cũng là nhà chúng con thuê thôi. Thuê ư? A Tu phá sản thật hả? Nào, 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 mẹ chuyển cho con 50 triệu tệ dùng đỡ nhé. Mấy ngày nữa mẹ sẽ mua cho con 2 căn biệt thự. Khổ ai, cũng không được để con dâu mẹ khổ. Mẹ, con đã bảo mẹ đừng đến tìm cô ấy rồi mà. Thằng nhãi này, nếu mẹ không đến sẽ không biết con để vợ sống ở nơi thế này đâu.
Tiểu Dữ à, mẹ chuyển tiền cho con ngay đây. Con muốn mua biệt thự kiểu cung đình hay là kiểu công chúa? Mẹ tôi mắc chứng hoang tưởng. Đi mau nào mẹ, con chưa lấy túi nữa mà. Hẹn gặp lại nhé con dâu. Không hẹn gặp lại. Mẹ ơi, phải về uống thuốc thôi. Bệnh của mẹ ngày một nặng rồi đấy. Gặp phụ huynh ư? Mẹ anh ấy tự tìm tới nhà tôi. Nhưng tôi thấy có vẻ Thịnh Tu rất phản đối việc tôi gặp mẹ anh ấy. Cô nói mẹ anh ấy mắc chứng hoang tưởng mà. Chắc anh ấy sợ làm cô sợ. Tôi thấy không phải lý do này đâu. Có lẽ anh ấy cảm thấy chúng tôi kết hôn hợp đồng, không cần thiết phải gặp phụ huynh. Sao tôi nhớ ai nói có đánh chết cũng không thích tên cuồng tự đại ấy nhỉ? Sao cảm giác có người đã rung động rồi ta? Sao có thể thế được? Được được, tôi khai. Nhưng qua chuyện ngày hôm nay, tôi có hơi không rõ rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào. Điều này dễ mà. Tôi về rồi. Đây là... Anh cướp cửa hàng đồ cổ đấy hả? Không cần để ý đâu. Tất cả đều là mẹ tôi mang tới đấy. Còn cả Mona Lisa nữa hả? Đây chẳng phải trang sức Bình Châu Nguyệt Bảo trong buổi đấu giá ư? Trị giá 30 triệu tệ đấy. Không phải. Đây là hàng nhái. Không phải thật đâu. Làm sao tôi mua nổi đồ đắt như thế được? Cũng đúng, anh nói có lý. Nhưng làm tinh tế thật đó chứ. Bước đầu, mẹ hiền vợ đảm. Đây là hình mẫu lý tưởng của gia đình ấm áp mà tất cả đàn ông đều mong muốn. Các con đâu? À, mẹ tôi đón về nhà rồi. Ồ, thế anh đã ăn tối chưa? Nấu cho anh nhé. Không cần đâu. Vậy tôi dọn phòng giúp anh nha. Ừ. Xin lỗi nhé, tôi quét ngay đây. Những hàng nhái này không đắt chứ? Không đắt. Cũng chỉ vài trăm. Vài trăm hả? Vậy cũng được, không đắt lắm. Vậy nhé, ngày mai tôi đi mua vài cái mới về rồi đi. Xin lỗi bác. Không sao đâu. Cô về phòng trước đi. Cẩn thận mảnh vỡ. Cô về trước đi nhé. Thành công không thấy, thất bại có thừa. Có lẽ mình nên thực hiện bước tiếp theo nhỉ. Bước thứ hai, dụ dỗ. Thỏa mãn các nhu cầu tình cảm của đàn ông. Không có ai từ chối được sự thay đổi này đâu. Sếp Thịnh. Hình như sếp váy của tôi tụt rồi. Anh kéo lên giúp tôi được không? A Tu. Mặt anh có mũi. Được rồi, chết rồi. A Tu. Bác sĩ. Hôm nay lạnh quá. Mùi điều hòa nên chắc bị cảm rồi ạ. Yên tâm, mẹ không phải kiểu mẹ chồng cổ hủ. Mẹ nít lắm. Mẹ không làm phiền các con nữa. Các con cố lên nhé. Tóc trứng trong đó đấy hả? Chim cút. Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu tôi nói tất cả đều chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh tin không? Cô nghĩ sao? Tôi không nói ra được. Không nói ra được thì đừng nói nữa. B.
Bây giờ còn cần tôi giải thích nữa không? Bước thứ 3, sút bóng vào lưới. Không có người đàn ông nào từ chối phụ nữ chủ động hết. Mới sáng sớm đã cười trộm cái gì vậy? Vui chứ sao, anh không phục à? Chuyện tối qua. Chắc em đã hiểu ý anh là gì rồi chứ? Hiểu không rõ lắm. Tiểu Dữ, anh thích em, em cũng thích bản thân mình. Vậy quan hệ của chúng ta hiện giờ là? Tình địch. Thế bây giờ anh có thể bắt đầu cạnh tranh được rồi, tình địch. Bố mẹ ơi, bố đang làm gì vậy? Bố đang chống đẩy. 249, 250. Thế mẹ thì sao ạ? À, 253. Mẹ, 254. Cũng đang chống đẩy. 255, 256, 257, 258, 259, 259. Bà Lý kìa. Bà ấy là nữ giám đốc thành công nhất Giang Thành đấy. Bà ấy mà lại tới ly ông của chúng ta ư? Bà ấy là thần tượng của tôi đó. Nếu được làm quen với bà ấy, dù chỉ là nói đôi câu, cũng đủ để tôi khoe khắp Giang Thành rồi. Sếp Nghiêm tin lời một phía của con khốn, đuổi việc mình và Tống Hạo, hại mình không tìm được việc trong cả ngành này nữa. Nếu được bà ấy coi trọng, còn lo không có ngày trả thù hay sao? Không có mắt à? Xin lỗi cô, em tôi không cố ý đâu. Quả nhiên là hai đứa con của nợ của Kha Dữ. Con của kẻ nghèo đúng là vô giáo dục. Quần áo của tao là bản limited, làm bẩn mày có đền được không? Chào bà Lý, tôi là fan của bà. Không ngờ lại được gặp bà ở đây. Không sao chứ? Không sao đâu bà nội. Bà nội. Tôi xin lỗi. Tôi không biết quan hệ của hai đứa nó với bà. Tôi mời bà đi ăn cơm nhé. Tôi sẽ xin lỗi bà đàng hoàng. Tôi không thích ăn cơm cùng người thượng đẳng mặc hàng nhái chất lượng cao. Cả mùi hương nước hoa kém chất lượng trên người cô nữa. Rất ảnh hưởng tới việc tôi và Thư Ngôn, Thư Họa hô hấp đấy. Hai cô đang nói gì vậy? Giám đốc Kha, cô biết bà Lý, nữ giám đốc xí nghiệp nổi tiếng nhất Giang Thành không? Bà ấy tới ly ông đó, đang ở kia kìa. Cục cưng Tiểu Dữ. Mẹ ơi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ mang đồ ăn tới cho con. Giám đốc Kha, bà Lý nổi danh lẫy lừng, là mẹ của cô ư? Bà Lý cái gì? Các cô nhận nhầm rồi. Đúng là bà ấy có nét giống tôi thật, nhưng nhìn gần sẽ thấy không giống đâu. À, vâng vâng, chúng tôi nhận nhầm rồi. Vậy hai người nói chuyện nhé, chúng tôi đi đây giám đốc Kha. Con yêu, chúng ta đi ăn đi. Đi nào. Ngồi đi. Tại sao? Tại sao tất cả chuyện tốt đều là của Kha Dữ? Là cô ép tôi đấy nhé. Mẹ, con có cách khiến Kha Dữ và Trương Thiếu Gia kết hôn rồi. Ăn nào. Xem đồ ăn anh nấu có ngon không. Anh bắt cóc đầu bếp trưởng về nhà đấy à? Em không quen ăn đồ ăn ngoài mà. Thế nên anh đã học một chút. Nếu không sao làm được người đàn ông làm chủ gia đình. Bố đúng là tiêu chuẩn kép. Hà, trước đây con không quen ăn đồ dì Lan nấu. Bố chỉ biết mắng con kén ăn. Dì Lan là ai? Dì Lan là mẹ chồng của em họ của vợ của em trai của chú. Họ hàng xa của anh đúng. Kệ đi, ăn đã. Nào. Ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Tiểu Dữ à, hửm. Nếu một ngày em phát hiện, dưới tình huống bất đắc dĩ, anh đã nói dối em sẽ làm thế nào? Xem tình hình. Nếu là chuyện khá nghiêm trọng thì sao? Tử hình. Hà,
Alo, xin chào. Được, tôi tới ngay. Trương thiếu gia, thế nào, cháu gái của tôi được chứ? Cô cháu gái này đúng là quá tuyệt. Có điều, sao lại mặc nhà quê thế? Đúng không? Đất quê là để chôn anh mà, Kha Dữ. Nói kiểu gì đấy? Mợ, mợ dùng di vật của mẹ tôi lừa tôi tới đây, mục đích là bắt tôi xem mắt với anh ta đúng không? Kha Dữ, không chỉ là xem mắt đâu. Cháu có phúc rồi đó. Trương thiếu gia thích cháu rồi. Lát nữa, cháu và Trương thiếu gia đăng ký kết hôn luôn đi. Bọn hung đeo mặt nạ, không giữ thể diện. Mày có muốn tiền nữa không? Trương thiếu gia đã đồng ý rồi. Chỉ cần mày sinh con trai cho cậu ấy trong một năm, cậu ấy sẽ cho 300.000 tệ. Sao thế mợ? Tôi sinh con trai, mợ được hoa hồng à? Nói cái gì đấy? Trương thiếu gia, đừng chấp nhặt với nó. Không sao, chị không hiểu. Tính này cưới về rồi từ từ dạy bảo. Thú vị lắm đó nhé. Xin lỗi mọi người, tôi kết hôn rồi. Bà già này, bà lừa tôi hả? Một đứa hàng xe cần mà cũng đòi tôi 1 triệu tệ. Không, không 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 phải đâu Trương thiếu gia, tôi không biết. Kha Dữ, mày nói nhảm gì thế? 1 triệu tệ. Mợ à, mợ đúng là mặt dày, nhan sắc có hạn, mà thủ đoạn thì vô biên. Mày chửi ai đấy, chửi mợ đó, chưa đủ rõ à? Đừng nói nữa, giá cuối, 500.000 tệ. Nếu không phải thấy cô em này xinh đẹp thướt tha, tôi đã đi lâu rồi. Chốt kèo, mấy người đi dẫn mối, còn mặc cả luôn hả? Đúng thật là, đã tiền ít, còn đòi hít đầu thơm. Kha Dữ, mày đừng kén chọn nữa, mày biết Trương thiếu gia là ai không? Cậu ấy là nhân viên của Vinh Thịnh đấy. Vinh Thịnh, mày biết không hả? Doanh nghiệp hàng đầu Giang Thành. Không có buổi xem mắt lần này, cả đời mày cũng không thể quen được. Người có thân phận thế này, Kha Dữ đúng không? Phụ nữ theo đuổi tôi dài cả cây số. Nói thế nào, tôi cũng là một tay chơi. Chỉ cần cô phục vụ tôi thoải mái, tôi đảm bảo cô sẽ được ăn sung mặc sướng. Trương thiếu gia, tôi rất tán thành câu nói này của anh. Anh đúng là một tên tay chơi. Được rồi, không nhiều lời với mấy người nữa. Tôi thấy hai người cũng hợp nhau đấy. Đi mà kết hôn với nhau đi, xin phép. Kha Dữ, lẽ nào mày không muốn biết tin tức của hai đứa con hoang kia à? Ý mợ là sao? Ý tao là sao? Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở lại đây, uống hết ly nước này, tao sẽ nói cho mày biết ý tao là sao. Kha Dữ, cô phá hủy giấc mơ đổi đời của tôi. Cô dựa vào đâu sống hạnh phúc hơn tôi? Tôi đảm bảo, chỉ cần cô uống một ngụm nước đó, chắc chắn sẽ biến thành một con điếm ai cũng có thể giày xéo. Nhưng mà, vở kịch hay thế này, tôi xem một mình sao được. Đoán thử xem, ông chồng nhà giàu kia của cô, nhìn thấy cô lăn lộn với người khác, sẽ phản ứng thế nào đây? Alo, nghĩ cách dụ Thịnh Tu đến đây. Á, cũng giống ảnh cưới ghê đấy. Cô chờ đó cho tôi sẽ không tha cho cô. Mặc dù tôi không tán đồng dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, nhưng các người không tuân thủ pháp luật trước, dám chuốc thuốc tôi thì đừng trách tôi động chân động tay. Đừng mà, tao nói. Chị mau nói đi. Chạy trẻ mồ côi, con danh không biết xấu hổ, chưa chồng đã chửa, con nặng nặc đòi sinh hai đứa con hoang này ra. Phụ nữ đã từng sinh con, sao có thể bán được giá cao nữa? Chúng mày cũng đừng trách tao nhẫn tâm. Muốn trách thì trách chúng mày nhận sai mẹ. Trại trẻ mồ côi Hạnh Mỹ, con tôi vẫn chưa chết. Cuối cùng cũng đi. Con khốn đó. Đợi tôi về Vinh Thịnh, tôi sẽ vận dụng mọi mối quan hệ, đóng băng cô ta. Trương thiếu gia, cậu phải dạy cho con danh đó một bài học nhớ đời. Nó dám đánh chúng ta, cậu phải cho nó biết sự ghê gớm của quyền lực, cho nó biết mình đã sai thế nào. Tôi sẽ không tha cho cô ta. Đến lúc đó, tôi sẽ chơi chết cô ta. Kha Dữ,
Cô ấy đâu? Cậu là ai? Tôi là chồng cô ấy. Con khốn Kha Dữu, dám giấu mình, kết hôn với người khác. Được lắm, đến đúng lúc lắm. Con khốn kia đánh tôi thành ra thế này. Người có liên quan đến cô ta, tôi sẽ không tha cho một ai. Nhìn cái tướng nghèo hèn của cậu, thế nào, sợ rồi chứ gì? Mau cầu xin Trương thiếu gia, rồi đưa con khốn Kha Dữu kia đến đây quỳ gối xin lỗi. Biết đâu Trương thiếu gia sẽ tha cho cậu một con đường sống. Thằng danh mày cũng biết điều đấy. Lúc làm quan tài, không biết anh thích loại nắp rời hay là nắp đẩy. Trương thiếu gia, cậu có sao không? Cậu chán sống rồi hả? Dám đánh cả Trương thiếu gia. Cậu biết Trương thiếu gia là ai không? Cút. Mày dám đánh vào mặt tao? Mày tưởng mặt tao là mông mày hả? Hôm nay mày đừng hòng ra được khỏi đây. Mạnh miệng quá nhỉ. Tôi lại muốn biết hôm nay anh sẽ khiến tôi không ra được khỏi đây kiểu tao gì. Tao là nhân viên tập đoàn Vinh Thịnh. Vinh Thịnh đó, nghe bao giờ chưa? Thằng nghèo, sếp Thịnh chúng tao nổi tiếng là bênh nhân viên. Hai đứa chúng mày đánh tao thành ra thế này, chúng mày sẽ không được sống yên. Người của Vinh Thịnh giờ mới biết sợ, có phải quá muộn rồi không? Thế thì càng dễ giải quyết. Tôi cũng là người của Vinh Thịnh, không biết tên đầy đủ của Trương thiếu gia là gì. Loại vô tích sự như cậu cũng đòi làm ở Vinh Thịnh. Dù có làm ở Vinh Thịnh thì cũng chỉ là một con chó canh cửa. Kể ra cũng rất hợp với con danh Kha Dữu làm ở quầy lễ tân. Tôi nói cậu hay. Cậu nghe cho rõ đây, Trương thiếu gia là Trương Sơn của tập đoàn Vinh Thịnh, tổ trưởng tổ một của phòng dự án. Trương Sơn, rất vui được gặp anh, tôi là Thịnh Tu. Thịnh. Vừa nãy anh có nói một câu rất đúng. Nghe nói người tên Thịnh Tu này rất bao che cho người mình. Anh gọi tôi Tiểu Trương là được ạ. Sếp Thịnh, vừa nãy anh đã nói muốn làm gì vợ tôi cơ. À không, tôi mà biết cô ấy là vợ của anh cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám ra tay với cô ấy. Sếp Thịnh, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Sếp Thịnh, ây ra, cháu là Sếp Thịnh à? Cháu xem con nhóc Tiểu Dữ kìa, nó kết hôn với cháu cũng chẳng với mợ tiếng nào. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Chúng ta đều là người một nhà. Mợ là người nhìn Tiểu Dữ lớn lên từ nhỏ, hai đứa kết hôn mợ đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Chỉ là tiền sính lễ. Tiền sính lễ tất nhiên sẽ không thiếu phần bà. Nhưng số tiền này vẫn phải cần bà tự mình kiếm. Tự mình kiếm. Xếp. Đây là sữa lạc đà, tốt cho sức khỏe. Phu nhân chưa uống ngụm nào hết. Không có vấn đề gì đâu, uống đi. Vừa nãy tôi nghe thấy anh nói kết hôn với cô ấy cần 500.000 tệ tiền sính lễ. Nếu hai người thích rất mối như thế, Vương Bà và Tây Môn Khánh, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. 100 tệ này coi như tiền mừng của tôi và Tiểu Dữ cho hai người. Sếp Thịnh, tôi biết lỗi rồi. Sếp Thịnh, tôi biết lỗi rồi. Chị Phương, không biết tại sao tự dưng tôi lại thấy chị cũng ngon nghẻ ghê ấy. Kha Dữu, đời chị coi như xong. Hứ, tôi phải vào xem. Mẹ, 5 năm trước đúng là tôi đã nhặt được một cặp sinh đôi ở cửa. Hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, tôi quyết định sẽ nuôi hai đứa ở trại trẻ mồ côi. Bây giờ sao rồi hả? Bọn trẻ còn ở trại trẻ mồ côi không ạ? Thực tế thì ngày thứ hai tôi nhặt được bọn trẻ, chúng đã được một đại gia bí ẩn nhận nuôi. Viện trưởng, bà có biết thông tin về người nhận nuôi không ạ? Tôi có ghi lại thông tin, nhưng tài liệu từ 5 năm trước, sợ là phải mất kha khá thời gian tìm. Không sao ạ, tôi có thể đợi được. Em đi không nhìn đường à? Gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Em có biết anh lo cho em thế nào không? Em, sao em? Anh không cố ý hung dữ với em đâu. Anh,
Tiểu Dữ, hôm nay anh vừa nghe được một câu đố vui, em có muốn đoán thử không? Có 26 chữ cái tiếng Anh, nếu bỏ đi E, T thì còn lại bao nhiêu? 24, sai, còn 21. E là người ngoài hành tinh, E đi rồi thì nó sẽ dẫn UFO đi theo cùng. Thật ra em có một chuyện vẫn luôn giấu anh. Chuyện gì thế? Em đã từng có con. Nếu anh để ý chuyện này, giờ chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng. Tiểu Dữ, em nói gì thế? Em có từng ghét bỏ thư ngôn, thư họa không? Tất nhiên là không. Vậy thì sao anh ghét bỏ em được? Anh không quan tâm quá khứ em ra sao, nhưng em của hiện tại và tương lai sẽ có anh, có các con và cả tất cả những người yêu thương em. Thế nên em không cần cảm thấy cô đơn. Cảm ơn anh. Mẹ ơi, con và em gái sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Bố đúng là vô dụng. Nói rõ lâu cũng không dỗ được mẹ. Anh ơi đừng nói bố nữa. Bố đã rất cố gắng rồi. Và lại, làm hỏng chuyện cũng là một loại năng lực mà. Bố ơi cố lên. Con là đang khịa bố hay khen bố thế? Tiểu Dữ, thật ra anh còn có một chuyện muốn. Sao thế? Được rồi, anh mau đứng lên đồng ý lấy. Em đồng ý lấy gì cơ? Em đồng ý lấy tiền mua điện thoại mới. Đã đến kỳ dâu đâu nhỉ? Còn hơn nửa tháng nữa mà ta. Bố ơi, chuẩn bị xong hết chưa ạ? Sao vẫn chưa có điện? Lại nhảy app à? Thịnh Tu, Thư Ngôn, Thư Họa. Đừng nói là có thứ gì bẩn thỉu thật nha. Sao lại có cái chảo ở đây? Tiểu Dữ, anh chúc em. Ây da, em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu. Em tưởng anh là chuột thả mà đập kiểu đó. Ấy, em tưởng em đập vào đầu anh mà. Sao anh lại bị thương ở tay? Lúc bị ngã, không may bị thương cũng không được hả? Giống củ cải trắng thật đấy. Em, còn, được được được. Em biết tất cả đều là lỗi của em. Thế này đi, em sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi, để thể hiện sự hối lỗi của em. Thật không? Thật chứ? Anh, khát rồi. Sếp Thịnh, mời anh uống nước, đói rồi. Buổi tối không được ăn cơm, ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Thế thì làm chuyện buổi tối nên làm đi. Cởi quần áo. Anh muốn làm gì? Tất nhiên là làm chuyện mà giờ này nên làm. Em không làm. Làm gì cơ? Anh nói là đi tắm. Em đã đồng ý sẽ chăm sóc anh.
ngực anh có nốt ruồi thật này. Chuyện này lạ lắm hả? Đúng vậy, đúng là rất bình thường. Tình một đêm vào 6 năm trước lại ở ngay cạnh bên, làm gì có chuyện trùng hợp thế? Cởi quần đi. Anh tự cởi đi. Không. À. Anh. Ây da, quần kiểu gì vắt phăng đi cho rồi. Ở đây. Anh không tự cởi được à? Em về phòng đây. Tắm vẫn cần người giúp mà. Làm gì đó, không phải nói là tắm hả? Bây giờ em cũng ướt rồi, hay là cùng tắm đi? Đúng rồi. Xuống dưới nữa đi. Lực này có sướng không? Cũng tạm. Tay anh đỡ rồi à? Tối hôm qua được em bồi bổ mà. Tay anh thì khỏi, nhưng eo em thì đau muốn chết. Vậy tối nay anh thấy căn phòng này thế nào? Tự nhiên xem phòng làm gì? Gom tiền mua nhà đó. Chúng ta thuê phòng cũng được, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ cho các con chứ. Hơn nữa em cũng muốn có gia đình nhỏ của riêng mình. Tiền lương bây giờ của em mua trả góp chắc cũng có thể trả được. Vậy nhà của chúng ta ít nhất cũng phải là biệt thự chứ hả? Biệt thự gì trời, anh nghĩ anh là hoàng đế à? Chúng ta là vô sản đấy. Thật ra anh thật sự là hoàng đế đấy. Vậy hoàng đế đại nhân, cho tí tấm lòng đi. Bố, mẹ, con hơi đau đầu. Sao vậy con? Có hơi sốt rồi này. Để anh đi lấy thuốc. Thư họa. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Rất có thể là bệnh bẩm sinh. Tạm thời vẫn chưa rõ, cho nên cần mẹ ruột của em bé kiểm tra gen. Để kiểm tra gen bệnh, như thế mới chữa trị được. Anh có thể liên lạc được với mẹ ruột của Thư Họa không? Anh sẽ tìm cách. Em không quan tâm trước kia hai người có ân oán gì, bây giờ cứu mạng Thư Họa quan trọng hơn. Anh biết. Để anh thử xem. Thư Họa, đã mệt cả ngày rồi, em về nghỉ ngơi đi. Em muốn ở đây trông con. Sao rồi anh, liên lạc được mẹ ruột con bé chưa? Vẫn đang liên hệ. Em đi rửa khăn mặt, lau người cho Thư Họa. Châu Khiết, sao đi đâu cũng gặp cô vậy? Tôi cũng thấy phiền. Cô định cứ đi vậy à? Chứ sao? Không lẽ tôi còn phải trả lời cô là trùng hợp quá? Chị Châu Khiết, tôi ra nông nỗi này là vì cô đó, con khốn. Bây giờ mỗi bước cô đi đều là lựa chọn của chính cô, chả ai ép cô hết. Cô ra nông nỗi này là do cô tự làm tự chịu mà thôi. Tự làm tự chịu, biết chưa? Con khốn này nữa, dựa vào đâu mà cái gì của cô cũng tốt đẹp? Rõ ràng tôi đẹp hơn cô gấp trăm gấp nghìn lần, mà mẹ tôi và Tống Hạo lại phải vào tù. Tôi thì còn không có nổi tiền để phá thai, tất cả là vì cô đấy. Sao sếp Nghiêm cũng ở đây vậy? Nghiêm Đài,
Sếp Thịnh, thế nào rồi, tìm được chưa? Vẫn chưa, tài liệu lần trước đã bị xóa sạch rồi. Bây giờ chỉ có thể thử khôi phục lại camera 6 năm trước của khách sạn để xem có tìm được manh mối gì về cô gái ấy hay không. Tiếp tục tìm. Lấy danh nghĩa Vinh Thịnh, chiêu mộ toàn bộ hacker trên thế giới. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục lại camera. Yên tâm đi, cậu là tỷ phú Giang Thành, chắc chắn mọi người sẽ nhào đến. Tôi đảm bảo, trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra được. Bây giờ phải tìm ra cô ta. Thư họa mới được cứu. Lúc người phụ nữ kia vừa sinh con ra, tôi đã đưa đến viện phúc lợi Hạnh Mỹ rồi. Không ngờ hôm nay vẫn để xảy ra chuyện này. Thịnh Tu là tỷ phú Giang Thành. Khôi phục được camera rồi, tôi đến ngay. A Thịnh, nếu người phụ nữ đòi nhiều tiền quá, cậu đã nghĩ xong phải làm gì chưa? Cái gì tiền giải quyết được, sẽ không thành vấn đề. Ý của tôi là địa vị và quyền thế của cậu cơ. Nếu cô ta muốn làm Thịnh phu nhân thì sao? Cậu định làm gì? Thịnh phu nhân chỉ có thể là của Kha Dữ. Không cần tìm nữa. Người của 6 năm trước và bây giờ là em. Bảo vệ, lôi ra ngoài. Em có giấy chứng sinh ở bệnh viện từ 5 năm trước. Lúc sinh ra Thư Ngôn và Thư Họa, mẹ đã đưa em đi, chứ em không cố ý đưa bọn chúng đến viện phúc lợi Hạnh Mỹ đâu. Dừng. Bọn nhỏ là bị mẹ em đưa vào. Những năm qua em rất hổ thẹn. Em vẫn luôn đi tìm mọi người. Em chỉ muốn bù đắp cho con của em. Lúc đầu khi mà nhìn thấy Thư Ngôn, Thư Họa, em đã có một loại cảm ứng, có lẽ là trực giác của mẹ. Cho nên em đã lén làm xét nghiệm ADN. Không ngờ lại là thật. Đây là kết quả xét nghiệm giả mà mình đã tốn rất nhiều tiền để làm. Nhưng không sao, chỉ cần được làm Thịnh phu nhân, sợ gì thiếu tiền và quyền. Xem video trước đã. Kha Dữ, sao lại là cô? Và lại là cô? Tôi muốn đổi mặt trong video đi. Nói đi, cô muốn gì? Em biết Thư Họa bị bệnh, nhưng con bé cũng là con ruột của em. Em không mong gì khác, chỉ muốn được gặp con bé, được không? Được, đi với tôi. Châu Khiết, cô đến đây làm gì? Thư Họa, mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn. Cô là mẹ ruột của Thư Họa. Cô không tin, có thể hỏi A Tu. Đúng là đốt mã trên mộ để lừa ma. Cô nghĩ tôi sẽ tin à? Cái loại ích kỷ đến mức chỉ muốn thu phí không khí hít thở của người khác như cô, lại nhảy ra vào cái lúc này và nói mẹ đến muộn. Kha Dữ, cô đừng quên, 5 năm trước tôi từng ở nước ngoài. Sau khi tôi sinh các con ra, tôi đã rời đi, cho nên mới quên mất bọn chúng. Hơn nữa lúc đầu A Tu cũng đã hiểu lầm tôi. Bây giờ đã được hóa giải toàn bộ rồi, tin mới là lạ. Kha Dữ, tôi mới là mẹ ruột của bọn chúng, cô không cứu được chúng nó đâu. Đừng quên, cô cũng chỉ là một con mẹ kế không có tí máu mủ nào. Kha Dữ, từ giờ trở đi, mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi.
Nói đi, làm sao thì cô mới chịu cứu Thư Họa? Bây giờ, em chỉ muốn ở bên cạnh hai con và bù đắp cho các con. Cho nên, chúng ta kết hôn đi, không bao giờ có chuyện đó. Tôi và Kha Dữ đã kết hôn. Kha Dữ không cứu được Thư Họa. Giống như Kha Dữ không phải mẹ ruột của các con. Không bao giờ cho được bọn chúng cảm giác của người mẹ. Em mới là mẹ ruột. Cô là cái chó gì? Châu Khiết, cô không có tư cách để mặc cả với tôi. Tôi cho cô 2 ngày. Cân nhắc cho kỹ. Chờ tất cả mọi người đến đủ, hoàng tử nói với mụ phù thủy. Thư Họa, Châu Khiết, làm phiền người khác kể chuyện sẽ bị cắt lưỡi đó. Mẹ ơi, tên của mụ phù thủy này là Châu Khiết đúng không ạ? Đúng. Kha Dữ, cô mau rời xa Thịnh Tu đi. Cô cài GPS chưa vậy? Biết rõ vị trí của mình ở đâu chưa? Cái thứ mất dạy. Đúng là không có đấy, nhưng tôi không thích sửa. Cô, nếu tôi ly hôn, có phải cô sẽ cứu Thư Họa không? Dĩ nhiên, Thư Họa là con gái ruột của tôi mà. Tôi kết hôn với Thịnh Tu thì tôi sẽ cứu con bé, giúp con danh này sớm ngày xuống địa ngục. Nếu mà cứu nó, mình sẽ bại lộ chứ sao? Chỉ khi hai gánh nặng này biến mất, mình mới hoàn toàn không phải lo nghĩ gì và yên tâm làm phu nhân nhà giàu. Thịnh Tu, chúng ta ly hôn đi. Anh sẽ tìm được người tốt hơn, nhưng sau khi gặp em, chỉ có em mới là tốt nhất. Em đi đây. Kha Dữ, nếu cô ta muốn làm một người mẹ đáng thương và bị chúng ta diễn với cô ta, xem rốt của cô ta định bày trò quỷ gì. A Tu, sao anh lại sống ở chỗ vừa nhỏ vừa hẹp này vậy? Nhưng cũng rất ấm áp. Kha Dữ, cô thật đáng thương. Sống với nhau lâu như vậy rồi mà lại không biết Thịnh Tu là chủ tịch của Vinh. Bây giờ thân phận vợ tỷ phú lại là của tôi. Yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Thư Họa và Thư Ngôn. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Không sao, dì Châu Khiết sẽ chăm sóc cho các con. Con đừng chọc giận dì ấy nhé. Nhưng dì ta lúc tức giận sẽ rất im lặng. Sao lại thế? Bố nói dì ta như con khỉ đột ấy. Khỉ đột mà tức giận thì... Thư Ngôn, về phòng. Thằng danh con, chờ tao xử xong Thịnh Thư Họa sẽ cho mày lên đường luôn. Mình phải dùng đứa bé trong bụng này để ngồi vững vị trí của Thịnh phu nhân, cho con của mình thành người thừa kế của Vinh Thịnh. Đi khám đi. Không phải nói là chờ chúng ta kết hôn xong, sợ rồi à? Đương nhiên là không. Chỉ là em lo lắng lát nữa lấy máu sẽ hạ đường huyết. Hay là anh mua cho em ít đồ ăn? Được. Để tao được toại nguyện, đành phải hy sinh mày thôi. Kha Dữ, cô đến đây làm gì? Khi nãy tôi định lau mặt cho Thư Họa. Cô dám tát tôi? A Tu, con khốn này. Châu Khiết, khi nãy cô định chải tóc cho tôi hả? Đúng. Mua đồ xong rồi, đi khám đi. Nhưng mà hôm nay em không được khỏe, chắc là không khám được. Không hổ là bà tổ ngành biến mà nói lật là lật. Hay là cô sợ? Sao phải sợ chứ? Tôi là mẹ ruột của Thư Họa.
Atu, ngày mai em nhất định sẽ đi khám. Em về nhà nghỉ ngơi đã. Không ăn nữa à? Ăn chứ. Về nhà em sẽ ăn. A Thịnh, cậu đoán không sai, camera kia đã bị chó đổi mặt rồi, bao lâu mới khôi phục được, nhưng lần này em là khó khôi phục. Đi thôi, A Tu không vội. Tôi tặng cô một phần quà. Thật sao? Anh tốt với em quá vậy. Quà gì thế? Anh có ý gì? A Tu, hôm đó em chỉ muốn lấy máy tính của anh để tra tài liệu thôi. Cô nói chuyện cứ như Diêm Vương phát cáo thị vậy, chéo ngược, liên tục xà lơ. Sao cô lại ở đây? Tôi không ở đây thì ở đâu? Nhà tôi mà. Cái đồ Đông Thi ăn cắp. Mẹ ơi, Đông Thi là ai? Sao lại ăn cướp ạ? Lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết. Kha Dữ, bớt vô liêm sỉ lại. Cô đã ly hôn với A Tu rồi, sao còn có mặt mũi mà ở lại đây? Ly hôn? Cô hiểu lầm rồi thì phải. Từ đầu chí cuối, vợ tôi chỉ có một mình Kha Dữ. Anh có ý gì? Ý của tôi là cô mua chuộc bác sĩ, làm giả xét nghiệm, dùng AI thay mặt. Mặc dù thủ đoạn cô nhiều, tâm địa cũng hiểm độc, nhưng chỗ này của cô không được thông minh mấy đâu. Cho nên hai người vẫn luôn diễn trò. Đúng. Tất cả là để tìm ra chứng cứ cô không phải mẹ ruột của chúng. Không ngờ anh và con khốn này lại hợp lại lừa tôi đấy. Ăn nói cho sạch sẽ vào. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nói ra người đó là ai. Nếu không, tôi tống cô vào tù đó. Không hổ là tỷ phú Giang Thành. Sức quan sát rất nhạy bén. Kha Dữ, cô không biết đâu nhỉ. Người mà cô yêu thương nhất lại luôn lừa cô. Anh ta là chủ tịch của Vinh Thịnh, ông chủ của Lyon, tỷ phú Giang Thành. Không dám cho cô biết thân phận. Cái kiểu nhà giàu này cũng chỉ chơi đùa cô mà thôi. Châu Khiết, đây là cơ hội cuối cùng của cô đó. Cho nên anh thật sự là tỷ phú à? Chẳng trách mẹ anh ngày nào cũng đi xe sang, mặc đồ hiệu. Chẳng trách ngày nào anh cũng có tác phong khác hẳn người bình thường. Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn. Tiểu Dữ, em nghe anh giải thích, vì sao anh không nói sớm? Anh không cố ý giấu em đâu. Anh mà nói sớm có phải là tốt rồi không? Em việc gì phải khổ sở đi làm như vậy nữa? Em có thể đi thẳng lên đỉnh cao đời người rồi cơ mà. Phim ngắn top top cũng không dám nghĩ như vậy. Để em gọi điện khoe mấy đứa bạn của em đã. Bạn à, mau nghỉ việc đi, để chị đây nuôi. Châu Khiết, cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết tin cực tốt này. Châu Khiết, nếu cô đã không muốn nói thì đừng bao giờ nói. Người đâu? Đưa đi. Không, đừng mà. Được rồi, nói đi, không phải là em không giận sao? Đó là trước mặt người ngoài, bây giờ thì tính sổ với anh nè. Sao hai người giấu em lâu như vậy hả? Anh có coi em là vợ không đó? Con có coi mẹ là mẹ không hả? Đó là ý của bố hả? Thằng nhóc thúi này. Mẹ ơi, nếu mẹ giận quá thì mẹ đánh bố mấy cái đi. Nhưng đánh bố xong thì không được đánh con nữa. Thật ra anh không cố ý giấu em đâu. Lúc đầu chúng ta tìm hiểu nhau thì chỉ là kết hôn hợp đồng. Anh cũng vì thư ngôn thư họa nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy. Nhưng anh có rất nhiều cơ hội. Vì sao anh không nói? Đúng vậy đó. Vì sao bố không nói? Anh có nói với em nhưng em có tin đâu. Ai mà tin nổi. Đúng vậy, ai mà tin nổi. Vợ ơi, tha thứ cho anh đi mà. Vô liêm sỉ. Nhóc con này. Đi đi. Anh vô liêm sỉ. Em cần liêm sỉ. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh rồi còn gì. Em không thèm làm một cặp với anh. Vợ à, anh chuẩn bị sẵn tinh thần ra đi tay trắng rồi. Có ý gì? Anh đã chuyển toàn bộ cổ phần của Vinh Thịnh về dưới tên em. Nếu em không cần anh nữa, anh sẽ mất hết tất cả đấy. Anh tin em đến vậy sao? Có câu đồ cưới tốt nhất của một người đàn ông chính là sự có hiếu với gái. Anh đã cược toàn bộ tài sản vào em rồi. Cho nên em thành phú bà rồi à? Phê quá đi mất.
Ôi trời đất mẹ ơi! Anh được hối hận không? Ai cho? Mẹ ơi! Em gái sẽ khỏe lại chứ ạ? Dĩ nhiên rồi, chờ em ấy khỏe lại. Em muốn cả nhà mình cùng chụp ảnh gia đình. Sao rồi, khôi phục được video chưa? Thật ra em rất muốn hỏi anh chuyện này. Anh gặp mẹ của Thư Ngôn Thư Họa ở chỗ nào vậy? Nói ra thì cũng là một sự cố do say rượu mà ra. Vậy vì sao anh không đi tìm cô ấy? Bởi vì anh không biết cô ấy là ai. Tình một đêm. Ê ê, tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được rồi. Sao cậu tìm được hay vậy? Cậu hỏi dám hỏi. Ban đầu cậu đã vứt tài liệu này vào thùng rác, lao công mới thu đi đó. Hôm nay bọn họ đang định hủy bỏ, thì may là tôi bắt gặp. Tìm được rồi, người nhận nuôi lũ trẻ 5 năm trước là một người có tiền. Là một người đàn ông tên là Thịnh Tu. Sao nhận vội thế? Mau nói vài câu xác nhận thông tin đi, tôi phải điều tra bao lâu cơ mà. Vợ à, hôm nay em đẹp lắm. Có hôm nào em không đẹp sao? Hôm nào em cũng đẹp, nhưng có 3 ngày em đẹp nhất. 3 ngày nào? Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Khéo mồm quá đấy. Sau này hả? Vợ anh phải nắm quyền tài chính của cả nhà. Anh phải dốc sức mà nịnh bợ em chứ. Được rồi, cô dâu chú rể chuẩn bị chụp ảnh thôi. Các con, tới đây nào.